ngày hôm nay ạ. Và em xin biết ơn đến doanh nhân Xuân Anh đã cho em lên đây ăn mừng thành công. Cơ hội lên đây ăn mừng thành công. Em xin cảm ơn doanh nhân Xuân Anh rất nhiều. Và lần đầu tiên em cũng xin cảm ơn doanh nhân là Xuân Anh, là người kề vai sát cánh cùng với em trong những ngày tháng vừa qua rất là nhiều. Và biết ơn người nhóm trưởng của em, siêu quý của em rất là tuyệt vời. Và cho em gửi lời tới biết ơn tới doanh nhân Dung Lê, cũng siêu tuyệt vời, luôn truyền động lực cho em. Và cho em cũng gửi tới là người mà em ngưỡng mộ, luôn luôn ngưỡng mộ trước khi mà chưa biết đến đến môi trường câu lạc bộ, là doanh nhân Big Tail, người là siêu yêu quý tuyệt vời của em, mà cứ luôn là truyền động lực cho em mỗi một ngày. Và cho em xin biết ơn đến hai người thầy tuyệt vời nhất trong môi trường câu lạc bộ mình, nghĩa là Chủ tịch Huy và doanh nhân Nguyễn Diễm, đã mở ra một cái môi trường và cho em được ngay cả này vẫn được ngồi ở Việt Nam để có thể là được rèn luyện học tập và phát triển sự nghiệp của mình ạ. Em xin giới thiệu qua về bản thân em, là em là Phạm Nhi, em sinh ra ở Hải Dương và hiện tại thì em đang làm việc và học tập ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng xin nói thành công của em một chút, là trước khi để em biết đến môi trường câu lạc bộ thì em rất là khó khăn rất là nhiều, và ba cái khoản mà em cũng ôm rất là nhiều. Và em là hiện tại là em là người mẹ, là đơn thân nuôi ba con. Thì khi mà em được trước khi mà em chưa biết đến môi trường câu lạc bộ thì em là một cái người là đi buôn bán trái cây rất là nhiều, sáng sớm là phải dậy từ 3 giờ đi lên vườn nhà người ta thì mua hàng tấn về nhà để đi bán. Bán thì ở dọc đường mưa lắm vất vả rất là nhiều, mà em thấy là lúc lỗ lực mặt mũi là lúc nào cũng đem nhẻm lên trong cái quá trình như thế. Mà cái thời đó thì một mình thì nuôi ba con nó rất là vất vả và khó khăn. Và sau như đó thì em thôi, bây giờ thì mình không không còn cách nào được hết nữa. Bây giờ hoa quả thì nó như này, nó ế rất nhiều và nó thối rất là nhiều, không thể nào mà làm được, cứ duy trì được cái như thế. Và bắt đầu em quyết định thì em đi làm công nhân. Và làm công nhân thì em cũng nỗ lực rất là nhiều, khi mà một trình độ văn hóa thì không có, từ là một người công nhân, khi mà trước khi mà vào làm công nhân thì được có 5 triệu thôi, nhưng mà nỗ lực một thời gian sau thì cũng lên làm được quản lý thì được 10 triệu, nhưng mà nó cũng không đủ cho cái cuộc sống của em khi mà nuôi ba con như vậy. Và em cũng quyết định là mình đi xuất khẩu lao động. Để em cũng lúc đấy thì em cũng là cũng cũng vất vả lắm rồi, thì cũng không 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 biết là làm thế nào nữa, thì em mới quyết định em đi. Và em đi thì đi sao có thế, xong rồi thì là tự nhiên nó cứ đi lang thang, thì không biết là mình đi sang bên nước ngoài thì như thế nào đó. Mà trong khi đó thì để ba đứa con ở nhà thì em cũng đắn đo, nhưng mà em cũng đã quyết định đi. Và sau đó thì là em lại đi lang thang, rồi thì em lại đi lên trên trên mạng. Em đi lên trên mạng em xem thì em vô tình em biết được video của Big Tail. Và lúc đó thì là rất là vui, rất là biết ơn. Thật sự là lúc đó rất là biết ơn rất là nhiều, khi mà nhóm trưởng của em Xuân Anh đã nhắn cho em một tin nhắn. Và thì ngày ngày hôm nay may mà không đi sang nước ngoài, vẫn ngồi ở đây rất là tuyệt vời. Và cái lúc đó thì là cái hồi tháng 4 đó, là vào cuối tháng rồi, thì là khi mà Xuân Anh nhắn cho em là như này như này. Và lúc đó thì chị em cũng chỉ trao đổi một chút, và Xuân Anh cũng gửi cho em những cái đường link Zoom vào các buổi tối. Thì em cũng học, em học thì cũng chỉ là vào những lúc vào, lúc được lúc không thôi. Thế là vào được một hai hôm thì là bắt đầu là cũng nghe được rất là nhiều. Và trong đó thì mọi người cũng nói là đến cái làm cái quy trình cá chép hoa rồng gì đó. Thì thực sự ra lúc đó thì em không có biết đến cái quy trình đó là như nào cả, nhưng mà lúc đó chỉ còn là 3 ngày nữa thôi là đến cái quy trình đó rồi. Mà em trong lòng em thì nó rất là dạo dực, nó rất là muốn là mình bứt phá đi là một lần nữa. Bởi vì là em không em lúc đó thì mình rất là hoang mang, nhưng mà không biết là cái quy trình nó như nào. Nhưng mà em phải làm cho bằng được, và em gọi điện cho Xuân Anh và em biết được. Và lúc đó chỉ trong vòng 3 ngày thôi thì em cũng là lúc đó thì em cũng có cái số tiền rất là lớn để em đi, để em có thể là em vào trong trong cái trong đó được. Và em cũng là quyết định là em vào trong đó để em có thể là thay đổi được. Mà khi mà em là
khi mà em mà vào được cái buổi sáng cái hôm 30 tháng tháng 4 đó, em làm được cái quy trình đó, cả một cái đường phố là ngập tràn người ta đi chơi rất là nhiều, nhưng em là một người may mắn nhất được có mặt trong đó ở cái tỉnh cái thành phố Hải Dương đấy. Khi mà em được làm cái quy trình đó mà em được Chủ tịch Chính Huy là vẽ cho em cái bảng tầm nhìn, em cầm cái bảng tầm nhìn mà em cầm một cách mà em đứng đứng em đứng không biết là bao nhiêu phút nữa, nhưng mà em cứ đứng mà nước mắt cứ rơi, em khóc à ra. Một ngày hôm đó em biết được là khi mà em sinh ra ở cái thế gian này là em được làm gì, lúc đó em mới biết mà trong trong suốt bao nhiêu năm trời, mấy chục năm trời em biết được cái đó. Mà khi mà em đã vào được trong cái chương trình cách làm quy trình ca chép hoa rồng đó, và thì em được nghiêm túc, em cũng học tập và em cũng là có được cái thành công của mình rất là lớn. Khi mà về cái tài chính thì từng tháng một khi mà em đặt mục tiêu ra, Xuân Anh nói là đặt mục tiêu như này thì em cũng là đều là đạt được, mà thậm chí nó còn vượt trội hơn cái lúc mà em đặt mục tiêu ra rất là nhiều. Và em thì mà em thì đến bây giờ thì rất là vui khi mà tháng trước thì em cũng được sở hữu được cái điện thoại 14 14 Pro Max 1T. Rất là vui. Cảm xúc mà khi mà dâng tràng, khi được có một người mà có một cái môi trường mà rèn luyện với em hàng ngày trong đó, và có một người luôn luôn kề vai sát cánh cùng mình và cho mình được đi đến 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 ngày hôm nay, thì em thành công của em rất là nhiều, tài chính của em cũng là về từng tháng một rất là về, và cái hơn nữa là cái sức khỏe của em, khi mà một người phụ nữ mà nó gánh vác gia đình nặng là như thế, nuôi ba con rồi thì âm lợ rất là nhiều như thế, mà đến bây giờ thì em lại được vào trong cái nhóm rèn luyện thân tâm trí 60 ngày, thì em được sở hữu cái bộ công thức về cái sức khỏe, thì em bây giờ là em ăn được ngủ được và rèn luyện từ sáng tới tối, học tập mà là rất là tuyệt vời. Và tiếp theo nữa là khi mà em được vào trong cái nhóm chuyên sâu hơn nữa là cái nhóm doanh nhân Chạm Tay Hóa Vàng, thì em được từng bước từ 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 những cái bước đầu tiên, những cái bước cơ bản hàng ngày trong đó các anh chị em doanh nhân đã giúp đỡ và đã rèn luyện cho em, thì em cũng là được là cái đầu tiên là về tài chính rồi, xong rồi là sức khỏe của em rồi, hơn hết nữa là khi mà em mà lại được cái mối quan hệ, trước khi em chưa biết đến đến môi trường câu lạc bộ thì là cái mối quan hệ của nhà em, thì em lại không được hòa hợp với lại con trai lớn của em, năm nay cháu 20 tuổi rồi, rất là bướng. Nhưng mà khi mà được vào đó thì em cũng được vào rèn luyện trong những cái nhóm chuyên sâu đó, thì em lại là bứt phá lên nữa, để mỗi một ngày em gia tăng cái giá trị bản thân của em lên, và em thì cũng là giúp cho một số các bạn của em mà được vào học tập cùng với em mỗi buổi tối, và cái quan hệ của hai mẹ con em thì bây giờ rất là tuyệt vời, nó thân thiết, em mỗi ngày con thì cũng gọi điện đến hỏi thăm, và con thì nói chung là con lớn của em rất là tuyệt vời, và em rất là Rồi, biết ơn khi mà mình lại có mặt được, và hiện tại bây giờ thì em vẫn còn được ở Việt Nam mà không phải là đi sang bên nước ngoài nữa, cái điều đó rất là tuyệt vời, và sức khỏe của em thì cải thiện rất là nhiều. Và thì ok. Rồi, rồi, em cảm ơn chị Nhân nè. cảm ơn Ôi, quá là nhiều thành công luôn. Các chị có thể gửi lời cảm ơn đến chị Phạm Nhân được không ạ? Yes. Là Xuân Anh đây là mẹ bỉm sữa một con, mà Xuân Anh cảm thấy là Xuân Anh mạnh dữ lắm rồi. Chị là ba con luôn các anh chị. Mà sao ạ? Chị vẫn làm được các anh chị. Và Xuân Anh tin chắc là gì, những anh chị mình ở đây, các anh chị chắc chắn sẽ làm được thôi. Vì nếu anh chị đã khát khao rồi, anh chị giống như là một cái người nhảy xuống sông luôn rồi, mà chưa biết bơi thì các anh chị sẽ bơi một cách cực lực, mà một cách rất là nỗ lực, đúng không ạ? Yes. Xuân Anh tin chắc là như vậy. Nếu anh chị vào cái thế đấy, hãy cho phép bản thân mình rơi vào gọi là giống như là tưởng tượng như mình rơi thế đó rồi, không thể nào mà chần chừ được, không thể nào không hành động được các anh chị ạ. Và Xuân Anh hỏi chị Nhìn một cái câu rất là đơn giản thôi: chị có ước mơ không? Và thế là chị đã nói là gì đó, thế là ước mơ của chị là gì, thế chị nói ra và chị đã đem vào suy nghĩ các anh chị, đem vào suy nghĩ đem vào suy nghĩ là mình có ước mơ gì, rồi nếu mà mình đi làm cái công việc đó rồi mình có đạt được ước mơ đó không. Và lúc đó chị bắt đầu mới suy nghĩ lại, thay đổi cái quyết định của mình thôi các anh chị à, và đã có cái thành công như ngày hôm nay. Và đương nhiên cái kết quả này không phải là điển hình, mỗi cá nhân khác nhau sẽ có những cái kết quả khác nhau, tùy vào sự khát khao, tùy vào cái sự nỗ lực của mỗi anh chị đây, được không ạ? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến một cái phần nữa vô cùng quan trọng ngày hôm nay, để chúng ta có thể biến những cái mối quan hệ xung quanh chúng ta trở thành nguồn lực
giúp chúng ta thành công thì không thể nào chúng ta không ứng dụng trong cái chương sách ngày hôm nay, mà để ứng dụng được thì chúng ta phải cần một người thầy, một người thuyền trưởng giúp chúng ta chia sẻ những cái bí kíp cô ấy em ấy đã ứng dụng như thế nào để có được cái kết quả vô cùng tuyệt vời và đã giúp được cho, giúp đỡ được cho hàng nghìn người thay đổi luôn các anh chị ạ, và cải thiện mối quan hệ rất là xuất sắc luôn. Vậy thì tay trái của các anh chị đâu ạ? Dạ, tay phải các anh chị đâu? Hãy cho, hãy nổ chào, chào tay là to để là, chào đón anh đây nữ doanh nhân Nguyễn Thị Bích Thao. Rồi. Cảm ơn doanh nhân chị Xuân Anh ha. Rồi. Các anh chị ơi, mình hãy gửi lời cảm ơn đến doanh nhân chị Xuân Anh sáng ngày hôm nay đã hỗ trợ cho các anh chị buổi sáng vô cùng năng lượng ạ. Yes. Chào này năng lượng không các anh chị ơi. Và gửi lời cảm ơn đến doanh nhân chị Nhìn đúng không ạ? Có câu chuyện rất là truyền cảm hứng. Rồi như anh chị nào ở đây mà mình có thể là mình đang ngủ quên trên chiến thắng, hay là mình đang chưa có một cái nghị lực trong cuộc sống, thì mình có thể truyền thêm cái năng lượng cho các anh chị được không ạ? Dạ, yeah. Và anh chị hãy gửi lời cảm ơn các anh chị ban tổ chức nha, đã hỗ trợ cho các anh chị từ lúc 4 giờ rưỡi tới bây giờ các anh chị nha, hỗ trợ rất là nhiệt tình luôn ha. Và mọi người không có anh chị nào đây mà họ phải nhận bất kỳ cái khoản lương nào đâu các anh chị. Ở thời hồi xưa mình đi làm đúng không ạ, là ai mà trả lương mình mới làm, đúng không các anh chị ơi? Anh chị hãy thử nghĩ đi ạ, có phải là người ta trả cho mình cái tiền mình mới làm đúng không? Nhưng mà tại sao lại có những cái người mà họ có thể làm một cái việc mà thức dậy sớm hỗ trợ cho các anh chị, nhưng mà không không phải trả bất cứ khoản lương nào cho họ hết, họ vẫn làm. Thế thì đó là bởi vì họ đang lựa chọn một cái lối sống để sống vì cái gì các anh chị không ạ? Vì để được phát triển bản thân. Tại vì khi họ được làm như vậy á, thì cái bản thân của họ được phát triển lên các anh chị. Nên là các anh chị hãy cảm ơn ha. Hãy cảm ơn những con người nhiệm màu đã hỗ trợ cho chúng ta từ sáng, lúc sáng sớm giờ đến bây giờ. Và tôi cũng rất là biết ơn các anh chị trưởng nhóm cũng như là các anh chị ban tổ chức. Nếu mà không có các anh chị thì tôi cũng không có thể nào mà đứng đây để mà chia sẻ cho các anh chị được không ạ? Rất là nhiều việc phải làm, phải mở Zoom rồi phải chiếu nhạc rồi phải chiếu quy trình cho các anh chị từ lúc sáng tới giờ để các anh chị có thể làm được cái quy trình lòng biết ơn, rồi quy trình hút năng lượng, rồi quy trình tuyên bố, rồi rất là nhiều cái quy trình, rất là nhiều cái thói quen trong một buổi sáng. Nên là anh chị nào đây mà mình thức dậy sớm được á, các anh chị rèn luyện được thói quen này á, là các anh chị rất là lợi luôn. Bởi vì một trong một buổi sáng thôi, anh chị có thể kỷ lục rất là nhiều thói quen, từ cái thói quen là rèn luyện tình yêu thương, cho đến cái thói quen là rèn luyện cái tâm thức của mình, rèn luyện sự tập trung, rèn luyện sự kỷ luật, rèn luyện sự nhất quán, rèn luyện tình yêu thương, rồi rèn luyện tư duy, phát triển nhận thức, sống tỉnh thức, rồi đầy đủ luôn. Nên anh chị nào mà thức dậy sớm được liên tục trong 21 ngày là cuộc sống các anh chị nó thay đổi một cách nhiệm màu ha. Nên là các anh chị có thể giúp đỡ cho nhiều anh chị ngoài kia được không ạ? Để họ có một cuộc sống kỷ luật được không các anh chị ơi? Chỉ cần anh chị vào dung sáng theo được thôi đó. Là cái cơ thể các anh chị nó khác. Nó khác liền ha. Kỷ luật hẳn luôn các anh chị. Và rất là nhiều người ngoài kia họ sẽ rất là ngưỡng mộ các anh chị. Ngưỡng mộ lắm. Bình thường là mình thức dậy sớm mình không biết làm gì. Nhưng mà ở đây anh chị thức dậy sớm là anh chị rèn luyện rất là nhiều thói quen. Mà anh chị thử nghĩ đi, nếu mà các anh chị làm được những cái thói quen này liên tục, dài hạn, thì 1 năm nữa, 2 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa, các anh chị nhìn lại, các anh chị có ngưỡng mộ mình không ạ? Ngưỡng mộ mình không? Yes. Mà không những các anh chị thức dậy sớm, các anh chị rèn luyện thói quen, anh chị rèn luyện tâm thức, mà anh chị còn còn giúp đỡ nhiều người bạn của mình thức dậy sớm nữa. Anh chị còn giúp đỡ cho rất nhiều người họ kỷ lục cùng với các anh chị nữa. Thì anh chị thử nghĩ coi, anh chị có để đức lại cho con cháu mình không? Không ạ. Ví dụ như là mình thức dậy sớm, mình rèn luyện, mình thay đổi cái cuộc sống của mình, mình thay đổi cái mình sống nó có kỷ luật, mình sống nó có hiểu biết, mình hành xử đúng đắn, mình cư xử đúng đắn, mình không có gieo những cái nhân không tốt ra bên ngoài, mình chỉ gieo toàn là những cái nhân tốt lành thôi. Đấy, là một mình rồi nha. Một mình là gieo những điều tuyệt vời rồi ha. Mà mình còn lại giúp cho rất là nhiều người họ cũng kỷ luật giống như mình. Rồi họ cũng thay đổi được cuộc sống của họ. Rồi họ họ cũng gieo nhân tốt luôn các anh chị.
Anh chị giúp 100 người cũng rèn luyện kỷ luật, sống ăn khỏe nè, sống khỏe nè, có chăm sóc sức khỏe nè, chăm sóc trí não nè, tập trung làm kinh doanh, tập trung vào cái việc là rèn luyện tâm thức của mình, sống đối nhân xử thế với mọi người cũng tốt, mà đối xử với đồ vật cũng tốt, nói chung là chỉ gieo những nhân tốt thôi. Thì anh chị thử nghĩ đi, anh chị có để đức lại cho đời không ạ? Yeah. Không những là 1 năm, 2 năm, mà các anh chị làm cái điều đó trong vòng 10 năm thì sẽ ra sao? Hai anh chị. Và cái đắt giá ở đây đó chính là thời gian. Nên là các anh chị hãy luôn trân trọng. Có rất là nhiều anh chị khi mà theo hỏi rằng là chị có thức dậy sớm không? Thì các anh chị hay nói rằng là chị hay thức dậy sớm để mà thiền định, để mà nghe Phật này kia. Thì đúng các anh chị ha, thức dậy sớm nhưng mà các anh chị thiền định mà các anh chị tâm hướng Phật thì nó cũng rất là tốt. Nhưng mà các anh chị chỉ đang là gì ạ? Anh chị chỉ đang tập trung vào một thứ thôi. Đó chính là mình chỉ hướng tới cái sự bình an thôi. Nhưng mà nếu như các anh chị thức dậy và vào dung sáng của theo thiết kế cho anh chị rất là nhiều những cái thói quen của người thành công mà theo đã ứng dụng qua. Và đây là những thói quen của các tỷ phú, của những người rất là thành công các anh chị. Và các anh chị không những tâm của mình hướng cái điều bình an, không những là mình hướng tâm, mình rèn tâm của mình đến cái sự bình an, mà mình còn rèn tâm của mình đến cái tình yêu thương. Ừ, mình xây dựng cái tình yêu thương, mình xây dựng cái tri thức nữa các anh chị ạ. Chứ không phải là bình an không, đúng không ạ? Nhưng nếu như mà chúng ta không hướng cái tâm của mình đến cái sự hiểu biết, đến cái sự tri thức, thì nó đâu có giúp cho các anh chị thịnh vượng được, nó đâu giúp cho các anh chị dư giả tài chính được, đúng không ạ? Mà nếu mà các anh chị sống mà anh chị không có dư giả tài chính thì các anh chị có bình an được không? Bình an được không? Bây giờ tâm hướng Phật bình an được không ạ? Không. Anh chị không có tiền lo cho con, anh chị có bình an được không? Không. Anh nghĩ rằng là đây là một cái môi trường mà thật sự là hữu ích nhất cho các anh chị rồi. Và theo luôn ngày đêm, theo luôn dùng cái chất xám của mình, dùng cái suy nghĩ của mình, dùng cái tình yêu thương của mình để theo luôn đặt câu hỏi rằng là làm thế nào để mà trong một cái buổi sáng như vậy mình có thể giúp được cho các anh chị có tất cả những cái thói quen của một cái người thành công, để các anh chị để mà các anh chị có thể sống, anh chị đạt được cái những cái thành công của mình, có một cuộc sống tuyệt vời nhất. Và lúc nào Thiêu cũng xin vũ trụ như vậy các anh chị ạ. Mình luôn xin rằng là xin vũ trụ cho mình sự minh triết, cho mình cái chất xám, cái sự thông minh, những cái ý tưởng, cái năng lượng cũng như là cái tình yêu thương dạt dào, để mà mình có thể tạo ra được một cái môi trường hoặc là một cái chương trình, một cái buổi rèn luyện để mà giúp cho các anh chị thành công hơn, có một cuộc sống nó tốt đẹp hơn anh chị ha. Và vũ trụ và cái chương trình này cũng là vũ trụ ban tặng, đúng mà, cũng mách bảo cho Thêu là mình phải làm như thế, mình nên làm như thế, mình nên thêm cái này vô, mình nên thêm cái kia vô. Và khi mà mách bảo là Thêu phải làm liền. Thì ngày hôm nay mình đã có một cái chương trình cũng khá là hoàn hảo, đúng không ạ? Giúp cho các anh chị không những xây dựng được tình yêu thương nè, không những giúp cho các anh chị rèn luyện được cái tâm thức hướng về cái tình yêu nè, mà còn rèn cho các anh chị cái tâm bình an, cái tâm mà gọi là cái tâm rất là kỷ luật, rất là nhất quán, rất là tập trung ha. Và luôn luôn nghĩ về mục tiêu của mình các anh chị, luôn luôn nghĩ về mục tiêu của mình. Và tiếp đó là mình rèn đến cái gì ạ? Mình rèn đến cái việc rằng là kích năng lượng, đúng không ạ? Mình luôn tập trung vào mục tiêu, mình kích năng lượng cho mình. Và cái tiếp theo là mình rèn luyện cái sự hiểu biết, đúng không ạ? Em Thêu vẫn cho các anh chị đọc sách ở trong cái phần này để các anh chị rèn luyện được cái sự hiểu biết. Và em Thêu sẽ phân tích cho các anh chị. Ngày hôm nay Thêu sẽ giúp cho các anh chị giác ngộ được. Ha, các anh chị, ở đây là mình phải tập, mình sẽ hướng đến một cái sự là gọi là giác ngộ. Khi nào mà các anh chị thật sự giác ngộ nó đó, thì nó mới là của các anh chị, và nó mới giúp cho cuộc sống các anh chị thật sự là biến đổi hoàn toàn. Nên là hôm nay chúng ta đi qua một cái chủ đề nó khá là đặc biệt các anh chị ha. Nếu như cuộc sống các anh chị mà thiếu cái thói quen ngày hôm nay thì có thể rằng là không hề dễ dàng đâu các anh chị. Trong cuộc đời các anh chị không thể nào gặp được may mắn. Và trong cuộc sống của các anh chị nó cứ liên tục gặp những cái sự cố, cũng như gặp những cái con người không có tốt đẹp đến để mà phá cuộc đời của các anh chị luôn. Nếu như các anh chị không biết
rèn luyện cái thói quen ngày hôm nay. Và cái thói quen mà ngày hôm nay Thêu muốn chia sẻ cũng như là muốn giúp cho các anh chị giác ngộ được, đó chính là phép màu về những cái mối quan hệ của mình các anh chị, để mà các anh chị chữa lành những cái mối quan hệ của mình. À, các anh chị nha. Hôm trước là chúng ta có một cái ngày nó liên quan đến việc là mối quan hệ nhiễm màu đúng không ạ? Yes. Nhưng mà cái trang sách ngày hôm nay chúng ta sẽ lấy một cái ngày 15, đó chính là phép màu để giúp anh chị cải thiện những cái mối quan hệ. À, các anh chị. Vậy thì cái ý đầu tiên em theo muốn nói với anh chị rằng là tại sao chúng ta phải cải thiện tất cả những cái mối quan hệ trong cuộc sống của mình? Tại sao chúng ta phải làm điều đó? Tại sao chúng ta lại phải làm những cái mối quan hệ chúng ta nó phải được cải thiện đi? À, và các anh chị biết không ạ, hồi xưa đó là theo sống theo kiểu là theo sống theo kiểu rất là kỳ cục ha. Có nghĩa là cái người đó mà đã không tốt như mình là mình sẽ ghim vô người. Mình sẽ ghim vô và mình sẽ không thích cái người đấy. Ha, các anh chị. Mình ghim dữ lắm các anh chị ha. Hoặc là cái người đó mà nói cái gì không tốt như mình là bắt đầu mình sẽ ghét rồi mình ghim vô, và hôm sau là mình thấy họ là mình né. Các anh chị cứ mỗi lần nghĩ tới mặt họ là mình không thích, nên là mình không dám, mình không có nghĩ, mình không có gặp họ luôn. Và chính vì nên là bên trong của Theo, cái giai đoạn đó bên trong của em đó, nó chứa rất là nhiều cái cục than hồng các anh chị. Cái cục than á, cứ mỗi lần mình nghĩ tới cái người đó là trong người mình nó khó chịu, nó không có thoải mái. Và cái cục than đó, nó rất là nhiều cái cục than trong người của mình, nó chiếm giữ cái con người của mình mà mình không hề biết các anh chị. Và chính những cái cục than đó nó đã đang đốt cháy từng cái tế bào của mình, nó đốt cháy, nó đang ăn mòn cái thịt của mình, ăn mòn cái tâm hồn của mình, ăn mòn cái tâm thức của mình, ăn mòn những cái xương tủy máu thịt của mình không biết các anh chị. Và anh chị biết không, mà khi mà trong người các anh chị nó chứa quá nhiều cái cục than hồng đó thì sức khỏe các anh chị có khỏe nổi không? 100% là anh chị không bao giờ ở được cái trạng thái năng lượng đỉnh cao. Yes. Và cái thứ hai đó chính là tài chính anh chị nó có phát triển dữ thần được không? Tiền về như vũ bão được không? Dòng tiền các anh chị nó có lưu thông vô trong người các anh chị, vô trong tài khoản các anh chị lưu thông như vũ bão được không? Tiền về như hơi thở được không ạ? No. Không bao giờ. Không bao giờ các anh chị có được cái cuộc sống đó. Không bao giờ các anh chị có được cái cảm giác mà tiền về như vũ bão được. Tiền về như hơi thở được. Dù anh chị có học tập, dù anh chị có rèn luyện bản thân, dù anh chị có học kinh doanh rồi rèn luyện kinh doanh rồi như là chuyên gia đi chăng nữa, dù anh chị có làm giỏi đi chăng nữa thì không thể được. Đúng không ạ? Bởi vì bên trong các anh chị nó không bị lưu thông. Bên trong các anh chị nó không được lưu thông, nó đang bị tắc nghẽn các anh chị. Cái đó người ta gọi là anh chị đã bị tắc nghẽn rồi. Và chắc chắn rằng là những cái mối quan hệ xung quanh của các anh chị không bao giờ tốt đẹp được. Và chắc chắn cuộc sống của các anh chị là lúc nào cũng gặp những cái tình huống, gặp cái người này, gặp cái người kia, gặp cái người nọ, luôn luôn có một cái người nào đó không tốt đấy để mà phá các anh chị. Không làm mất cái này của anh chị thì cũng lấy tiền của các anh chị, không thì làm cho anh chị bị mâu thuẫn, bị này kia. Đơn giản từ mình mà ra các anh chị. Đó chính là bởi vì bên trong các anh chị nó có những cái cục than hồng, nó đang tắc nghẽn cái cuộc sống của các anh chị. Và theo quy luật hấp dẫn, bên trong có cái gì thì bên ngoài sẽ có cái đó. Bên trong các anh chị luôn chất chứa những cái mối đố kỵ, hoặc là không thích người này, không thích người kia. Cái đó nó ẩn chứa bên trong các anh chị. Thì bên trong có cái gì thì bên ngoài nó sẽ có cái đó. Bên trong anh chị hấp dẫn mà, thì theo luật hấp dẫn, những cái cục than hồng đó, những cái cục ấp ức đó, những cái cục không chịu, không có dễ chịu đó, nó sẽ hấp dẫn những con người. Những cái con người nào mà khiến cho các anh chị khó chịu là nó hấp dẫn thôi. Nó sẽ hấp dẫn toàn bộ những cái người nào mà có thể khiến cho các anh chị có được cái cảm xúc giống như vậy thì nó sẽ hấp dẫn tới. Nên là trong cuộc sống các anh chị không, anh chị cứ nhìn xung quanh của mình, nếu như mình lâu lâu mình cứ gặp những cái người mà khiến cho mình không vui, khiến cho mình không tốt,
Thì các anh chị chỉ cần hiểu cho em là bởi vì bên trong các anh chị đang có những cục than hồng. Vì của các anh chị là chỉ cần tu mình và sửa mình là xong. Không có cần đuổi họ đi đâu ạ. Anh chị chỉ cần tu mình, sửa mình, làm sao mà những cái cục than nó mất đi. Thì bên ngoài tự động cái người đó nó sẽ biến mất. Tự động những cái rắc rối nó biến mất. Tự động những cái vấn đề nó giải toán, nó giải tỏa. Và mọi thứ nó được sắp xếp một trật tự linh thiêng, nó ok hết. Nó nhẹ nhàng. Một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên. Một cuộc sống rất là thanh thản. Ăn ngon, ngủ yên, mặc đẹp. Đúng không? Tập trung làm kinh doanh mới tạo ra tiền tỷ, tiền chục tỷ, tiền xây dựng cơ đồ được, xây dựng cơ nghiệp được các anh chị ạ. Chứ bây giờ mà tùm lum tà la vậy làm sao mà xây dựng cơ đồ? Làm sao mà xây dựng doanh nghiệp triệu đô la, hàng tỷ đô la? Làm sao mà có cuộc sống tự do tài chính được? Nên là cái thói quen này khá là quan trọng. Nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe, hạnh phúc, hôn nhân gia đình, đến tài chính của tất cả các anh chị. Nên rằng là Thêu rất là mong muốn rằng là ngày hôm nay Thêu giúp cho các anh chị giác ngộ được. Tại vì khi mà anh chị giác ngộ được thì anh chị mới quyết định sống với cái thói quen này suốt cuộc đời của mình. Và anh chị mới chịu rèn giũa bản thân. Ha. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dành khoảng 30 giây để mình cùng nhau yêu cầu cái kết quả mà mình đạt được nha. Em Thêu cũng yêu cầu để vũ trụ phóng chiếu vào cơ thể của mình. Mong rằng Thêu sẽ có những cái ngôn từ cũng như cái cách chia sẻ giúp cho các anh chị giác ngộ được. Và khi mà các anh chị thay đổi được thì cuộc sống của các anh chị nhiệm màu, đúng không? Anh chị tràn ngập hạnh phúc, anh chị tràn ngập tình yêu thương, anh chị tràn ngập cái tiền tài của cải vật chất. Rồi không những như thế mà anh chị còn lo được cho gia đình của mình. Không những như vậy mà anh chị còn giúp đỡ những cái người hàng xóm anh chị. Mỗi một anh chị, bất kỳ cái người nào gặp các anh chị là họ đang bị ảnh hưởng bởi một anh chị, đúng không ạ? Thì khi mà anh chị thay đổi được, anh chị bước ra đường hoặc là hàng xóm của các anh chị, khi mà nhìn thấy cái con người tuyệt vời này thì họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Rồi gia đình các anh chị thấy cái cách sống của các anh chị nó đẹp quá, họ cũng bị ảnh hưởng. Rồi những cái người trong công ty của các anh chị, họ thấy các anh chị sống kỷ luật, sống quá là tốt đẹp thì họ cũng bị ảnh hưởng luôn. Rồi cho đến nói chung là nơi nào có các anh chị thì nơi đó tuyệt vời. Mà ở đây tới hàng 600 anh chị, đúng không ạ? Anh chị nghĩ thử đi. Mỗi anh chị sau khi cái buổi dung này, anh chị sẽ tỏa ra mỗi nơi khác nhau, đúng không ạ? Anh chị sẽ về cái nơi các anh chị sống. Và khi anh chị rèn được cái thói quen này thì cái cách mà anh chị sống nó ảnh hưởng con cái các anh chị, rồi ảnh hưởng chồng của anh chị, ảnh hưởng vợ của mình, rồi ảnh hưởng cha mẹ, ảnh hưởng anh chị em, rồi ảnh hưởng cả công ty, đồng nghiệp, rồi tất cả thứ. Rồi 600 anh chị, cái này là 600 nơi khác nhau. Mà mỗi nơi như vậy là 5 anh chị thì 5 nhân cho 600 lên là anh chị biết em ảnh hưởng được bao nhiêu người. Là trung bình là mỗi một anh chị ảnh hưởng được 5 người, đúng không ạ? Thì anh chị cứ lấy 5 anh chị như vậy, anh chị nhân ra 600 ra. Thì coi như là trong một buổi dung sáng này em có thể ảnh hưởng được bao nhiêu người. Mà chưa kể là con cái các anh chị, chồng của các anh chị thấy các anh chị thay đổi, họ cũng thay đổi. Và chồng của anh chị thấy họ thay đổi, họ lại bị ba rem theo. Tại vì họ tiếp xúc với các anh chị mà, họ sẽ bị ảnh hưởng theo. Rồi chồng của các anh chị cũng đi làm, ảnh hưởng những cái người trong công ty đó nữa. Rồi chồng của các anh chị cũng ảnh hưởng hàng xóm của họ, đúng không? Cha mẹ của họ. Rồi chưa kể là con các anh chị nó ảnh hưởng từ các anh chị, sau này nó sống đẹp, nó lớn lên, nó ảnh hưởng cho cả cái lớp học của nó. Nó trở thành một cái đứa học sinh tài giỏi, ngoan hiền, sống có kỷ luật, sống có nề nếp, sống có khoa học. Thì nó ảnh hưởng cả cái lớp học, thậm chí ảnh hưởng cả cái cô giáo luôn. Rồi cái cô giáo đó thay đổi thì cái cô giáo đó sẽ ảnh hưởng cả cái thế hệ học sinh mà cô ấy đang dạy. Đấy, đó là một cái sự gieo nhân tốt và gặt lại một bầu trời quả ngọt đó các anh chị. Nên rằng là anh chị hãy nhớ rằng là bất kỳ cái người nào các anh chị gặp, họ đang bị ảnh hưởng bởi bạn. Một là các anh chị ảnh hưởng bởi họ, hai là họ bị ảnh hưởng bởi bạn. Và hãy làm sao mình hãy sống cho nó đẹp làm sao mà để mình có thể ảnh hưởng được họ tốt lên các anh chị ạ. Và mình chỉ ảnh hưởng được người khác khi mình sống đẹp thôi. Giống như là anh chị có biết rằng là em hay có một cái câu nói ở đây, nó sẽ bao gồm, nó sẽ thể hiện rõ cho các anh chị hiểu. Đó chính là có một cái tỷ phú đô la, đúng không ạ? Anh ấy là một trong những cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới.
Đây chính là cầu thủ bóng đá Ronaldo đúng không ạ? Mặc dù là qua cái tuổi thanh xuân rồi nhưng mà anh ấy vẫn đá banh, vẫn tập luyện, vẫn cố gắng duy trì cái sức khỏe của mình. Hằng ngày anh ấy ăn uống đầy đủ những cái dinh dưỡng, những cái dưỡng chất và thanh lọc cơ thể rất là sạch sẽ. Bởi vì anh ấy có một cái mong muốn, đó chính là chỉ để có cái máu sạch để mà đi hiến máu cho mọi người thôi các anh chị. Bởi vì anh ấy nói rằng là nếu như mà tôi đi hiến máu cho mọi người, tôi sẽ dùng cái máu này tôi sẽ truyền vào người khác nữa mà. Anh ấy rằng là tôi cần phải ăn sạch, uống sạch để mà tôi có thể có một cái dòng máu đẹp nhất để mà tôi hiến máu cho mọi người. Thì anh chị cứ như thế mà anh chị hãy barem qua cuộc sống của mình. Anh chị có tình yêu thương với những người xung quanh của mình không ạ? Cái cách để mà anh chị yêu thương họ chính là anh chị có thể ảnh hưởng những cái điều tốt đẹp cho họ. Mà bây giờ mình cái lối sống của mình nó dở quá, nó tệ quá, nó xấu quá, thì làm sao mà mình ảnh hưởng được họ, đúng không các anh chị? Thì mình chỉ ảnh hưởng cái tệ cho họ thôi. À, các anh chị nha. Nên là em, trước khi mà bắt đầu cái buổi chia sẻ này, các anh chị, em dành tới 15 phút để mà mình luôn yêu cầu rằng là mình sẽ có những cái cách chia sẻ đẹp nhất, nó hay nhất để giúp cho các anh chị tốt nghiệp bài học luôn, giác ngộ luôn. À, bây giờ các anh chị cho em thêm 30 giây nữa để em có thể yêu cầu nhé. Ok. Và các anh chị cũng nên yêu cầu rằng là các anh chị sẽ nghe được đúng thứ anh chị cần nghe, giác ngộ đúng thứ anh chị cần giác ngộ và đạt được chính xác cái điều mà các anh chị mong muốn. Ok ạ, được rồi. Nãy nên là em phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để mà chia sẻ với các anh chị ha. Em đâu có dám nói gì không ok ở đây đâu. Tại vì 600 anh chị đâu ạ. 600 anh chị này đi ra ngoài kia ảnh hưởng tới hàng chục người, chục nghìn người ở ngoài xung quanh các anh chị. Nên là em là cái gốc rễ nè. Mà em chia sẻ mà nó không đúng, chia sẻ mà nó không hay, chia sẻ mà nó không đúng giá trị á, là em đang ảnh hưởng tới rất là nhiều người. Vì vậy nên là hàng ngày anh chị biết không ạ, em sống rất là kỷ luật, mình sống rất là chuẩn mực. Cái gì cái dở cái tệ của mình là mình sửa ngay các anh chị. Tại vì nếu như mà em không sửa là em sẽ ảnh hưởng các anh chị, ảnh hưởng rất là nhiều người. Vì vậy nên là mỗi ngày mình không có cho mình sống nhu nhược, mình không có sống hời hợt được các anh chị. Bởi vì nếu mà em hời hợt một việc thì cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng qua các anh chị liền. Nha. Đây là đâu có hờ hững được. Ok. Và cái thói quen ngày hôm nay đó chính là phép màu của cải thiện mối quan hệ. Tất cả những cái mối quan hệ trong cuộc sống của các anh chị cần phải được cải thiện ngay lập tức. Nếu như các anh chị có một cái mối quan hệ nào đó đang bất hòa thì các anh chị phải làm ngay cái thói quen này để mà anh chị chữa lành ngay lập tức. Hả các anh chị nha. Đặc biệt là mối hệ giữa cha mẹ thì anh chị bắt buộc phải làm liền. Nếu như các anh chị không hòa hợp với cha mẹ của mình từ trong tiềm thức
là cuộc sống các anh chị rất là không dễ chịu đâu nha anh chị nha. Tại vì cha mẹ của mình là cái người sinh mình ra, là cái người có công ơn sinh thành và nuôi dưỡng, dưỡng dục và giáo dục cho mình phát triển các anh chị. Nếu như mà các anh chị không có tình yêu thương và không hòa hợp với cha mẹ của mình, và đây là một trong những cái tội mình rất là nặng các anh chị nhé. Nó là một trong những cái nhân mà các anh chị gieo nó không hề tốt luôn ấy. Nên là cái mối quan hệ đầu tiên mà các anh chị cần phải cải thiện đó chính là nếu như với cha mẹ của mình. Cái đó là anh chị phải làm ngay bây giờ, ngay lúc này. À, các anh chị nha, anh chị phải cải thiện làm sao á mà anh chị không được có bất kỳ cái cảm xúc nào không tốt về cha mẹ của mình. Dù cha mẹ các anh chị có nói gì đi chăng nữa, họ có đối xử với các anh chị như thế nào chăng nữa, thì đó cũng là cha là mẹ của mình. Họ cũng là cái người sinh mình ra, nếu không có họ không có mình. Cho nên bây giờ mình lớn, mình có nhiều hiểu biết, mình mọc lông một cánh các anh chị, mình hiểu biết, thì mình cũng phải nhớ lại cái công ơn mà người ta đã sinh mình ra, người ta đẻ mình ra các anh chị nha. Nên là em nói các anh chị là cái mối quan hệ đầu tiên anh chị không chữa, anh chị không có thanh lọc được, anh chị không có cải thiện được á, cuộc sống của các anh chị là không có thuận hòa đâu ạ. Đừng có đặt câu hỏi tại sao mà mình không có được may mắn, tại sao mà cuộc sống của mình nó không có được suôn sẻ. Là đơn giản thôi các anh chị ha, hãy rèn luyện cái, hãy cải thiện cái mối hệ với cha mẹ mình đi ạ. Và hãy nhớ rằng là anh chị phải cải thiện làm sao, anh chị phải nuôi dưỡng cái sự hòa hợp làm sao mà dù cha mẹ mình có nói gì đi chăng nữa, mình cũng không hề bị cái gì hết. Dù cha mẹ mình có làm cái gì đi chăng nữa thì mình vẫn yêu thương họ. Dù cha mẹ mình có không tốt gì đi chăng nữa thì mình vẫn rất là vui vẻ và hạnh phúc bởi vì họ còn sống. Chỉ cần mỗi một ngày mình nhìn thấy họ cười thôi các anh chị là mình đã hạnh phúc rồi. Họ đang làm gì cũng được, họ đang sống sao cũng được, miễn rằng là mình thấy họ cười là ok, mình thấy họ hạnh phúc là được. Họ có nói gì không tốt về mình, họ có nói gì nó không ok với mình cũng được, mình cũng ok đi các anh chị, miễn sao họ hạnh phúc là ok. Anh chị đồng ý không ạ? Và tất cả những cái mối quan hệ ngay bây giờ, ngay lúc này các anh chị nha, anh chị hãy cải thiện làm sao, anh chị hãy sống làm sao, anh chị hãy rèn luyện cái con người của mình làm sao mà từ nay về sau dù ai nói cái gì đi chăng nữa thì anh chị vẫn nhìn họ bằng một cái cặp mắt yêu thương, bằng một cái tình yêu thương chứa chan. Và thay vì các anh chị trách họ thì các anh chị cảm thấy yêu thương họ nhiều hơn. Ok không ạ? Vậy thì cái kết quả mà thầy muốn các anh chị cải thiện được cái thói quen này, đó chính là từ nay về sau bất kỳ cái người nào, dù họ tốt với các anh chị, dù họ có tử tế với các anh chị hay họ không tốt với các anh chị, thì anh chị đều nhìn họ bằng một cái tình yêu thương chứa chan. Và thay vì các anh chị trách móc họ thì các anh chị rất là thấu hiểu và rất là thông cảm, thấu hiểu và thương họ nhiều hơn là trách. Ok không ạ? Làm được không các anh chị ơi? Thì đó là mục tiêu, mục tiêu của em á. Làm sao mà tất cả anh chị đây mà anh chị sống như vậy được? Tình ơi, cả thế giới này thật là ví diếu. Ok nha. Anh chị có đói bụng không? Cho em hơi bị đói bụng. Ok hả các anh chị nha. Nên là cái điều anh chị, đó là anh chị hiểu lý do tại sao mà chúng ta cần phải cải thiện tất cả những mối quan hệ trong cuộc sống các anh chị chưa ạ? Anh chị đã hiểu chưa? Vậy thì sau khi mà mình đã biết rằng là mình phải làm cái việc này ngay lập tức, thì bây giờ em Thêu sẽ nói cho các anh chị một cái lý do. Cái lý do là vì sao vậy? Anh chị hãy hiểu, anh chị phải có được cái sự hiểu. Có nghĩa là anh chị có trí tuệ thì anh chị mới nhắc nhở bản thân của mình, anh chị mới khuyên bản thân của mình là hãy thay vì trách móc người ta thì hãy biết ơn người ta đi. Được không ạ? Vậy thì anh chị sẽ có hai lựa chọn như sau.
anh chị sẽ có hai lựa chọn trong cuộc sống này, các anh chị chỉ có mình với là luật hấp dẫn thôi. Trong cuộc sống của mình chỉ có mình và luật hấp dẫn, nên anh chị có hai lựa chọn. Anh chị sẽ có lựa chọn cái cách sống của các anh chị như sau. Một là anh chị gặp một cái sự cố nào đó, một cái tình huống nào đó, hoặc là một cái người nào đó nói gì với các anh chị, hoặc là làm cái gì đó cho các anh chị, và các anh chị cảm thấy rất bực bội, và anh chị bực bội họ, và anh chị ghim vô trong người, anh chị thù luôn trong người. Anh chị để cái cục than hồng đó trong người của mình, cục tức ở trong người của mình, cục khó chịu trong người của mình, và nó ẩn ở trong đó các anh chị. Nó không có mất đi đâu nha, nó ẩn ở trong đó. Và hai là các anh chị khi mà gặp một cái tình huống nó xảy ra, các anh chị chịu trách nhiệm và anh chị cảm thấy biết ơn. Chịu trách nhiệm ở đây là gì? Là anh chị hiểu được rằng là trong cuộc sống này chỉ có mình và luật hấp dẫn. Nên rằng là tất cả những cái người mà họ tới, họ làm cái gì đó như mình là do mình là người hấp dẫn tới, do mình là cái người yêu cầu và chính mình là cái người hấp dẫn tới. Nên là các anh chị sẽ, thay vì các anh chị trách, thì các anh chị chịu trách nhiệm cho cái suy nghĩ của mình. Và sau khi anh chị chịu trách nhiệm thì anh chị cảm thấy biết ơn cái người đó, bởi vì họ là cái nguồn lực mà vũ trụ đã sử dụng để mà cho mình có một cái bài học. Các anh chị nhìn vô không? Em ví dụ thôi, giả sử như các anh chị có một cái người chồng, người chồng của các anh chị ha, thì cái người chồng của các anh chị rằng anh chị cưới về đó, mà cái lúc mà anh chị suy nghĩ đầu tiên, hồi xưa anh chị cưới chồng anh chị có một suy nghĩ, anh chị suy nghĩ rằng là gì ạ? Tôi chỉ mong là lấy được cái người chồng yêu thương tôi thôi, không cần phải giàu sang, không cần phải dư giả, chỉ cần yêu thương tôi là được. Lúc nào anh chị cũng có cái suy nghĩ đó, và anh chị không có tập trung vào cái sự dư giả. Không, anh chị không có hình dung đến cái bức tranh là hai vợ chồng mình cùng nhau đi đánh gốt đâu, mà có một cuộc sống tự do tài chính là cùng nhau đi đánh gốt, rồi cùng nhau lái siêu xe ở nhà biệt thự, cùng nhau dắt nhau đi châu Âu, đi Thái Lan, đi du lịch, nắm tay nhau đi khắp nhau, đi khắp mọi nơi thế giới. Các anh chị không có hình dung đến cái bức tranh đó, các anh chị không có yêu cầu cái điều đó, mà các anh chị toàn là yêu cầu, anh chị chỉ toàn là yêu cầu rằng là một mái nhà tranh hai trái tim vàng, chỉ cần có cái người đàn ông yêu thương mình là được rồi. Tôi không có tôi không phải là người phụ nữ gì gọi là vật chất, tôi là người phụ nữ chân chính duy nhất trên cuộc đời này, tôi sống rất là tình cảm, nên là tôi chỉ mong rằng có được cái người chồng yêu thương tôi là được rồi, tôi không cần phải vật chất nhiều đâu, tôi không cần nhiều đó đâu. Do các anh chị yêu cầu mà. Các anh chị nghĩ rằng là mình là người phụ nữ chứa chan tình cảm đúng không ạ? Tôi chỉ cần yêu cái người chồng tôi là được. Không có cần, tôi không có cần anh ấy phải giỏi. Thế em hỏi các anh chị rằng là hai người sống với nhau, một người rất là giỏi tạo ra tiền, còn một người không có tạo ra tiền được. Thì em hỏi các anh chị là nó có cái sự kết nối dễ dàng không các anh chị? Cái sự kết nối nó sẽ không có dễ đúng không ạ? Ở đây là chính vì các anh chị không yêu cầu, các anh chị không có cái bức tranh là hai vợ chồng đi đánh gốt đúng không, không có bức tranh là anh đón em bằng siêu xe, anh chị không có bức tranh đó, thì cuộc sống của các anh chị nó ra như vậy đúng không nè. Các anh chị mới kết nối đúng cái người đàn ông như vậy, xong rồi khi mà các anh chị về nhà anh chị sống thì các anh chị gặp những cái vấn đề về tài chính nó không thoải mái, và bất cứ thứ gì trong nhà các anh chị cũng là cái người xài chi tiền ra, anh chị phải là cái người chi hết tất cả những cái điều đó. Và các anh chị cảm thấy cuộc sống không có được tuyệt vời. Tự nhiên cái mình có cái người chồng, tự nhiên tất cả mọi thứ mình phải lo. Cái lúc đó anh chị không đi vui, các anh chị tập trung vào cái vấn đề đó. Anh chị nói rằng là chồng tôi là một người kém cỏi. Cái bắt đầu anh chị bắt đầu tập trung vào cái người chồng đó. Anh chị nói chồng là kém cỏi, không có giỏi gì hết. À các anh chị, vậy thì em hỏi các anh chị là cái người chồng kém cỏi đó là do đâu? Do ai hấp dẫn tới? Do mình mà. Do mình hấp dẫn tới. Thì lúc này nè, ngay cái lúc mà mình trách đây nè, cái lúc mà mình khó chịu đây nè, cái lúc mà mình bực bội đây nè, cái lúc mà mình không vui đây nè, thì mình hãy nhớ lại rằng là cái người này là do vũ trụ đã mang tới để đáp ứng cái yêu cầu của mình. Nên là mình sẽ chịu trách nhiệm. Và chính vì càng ngày mình nói rằng là chồng của mình không giỏi, chồng mình không có giỏi kiếm tiền, chính vì mỗi ngày mỗi cái suy nghĩ đó của mình, nó khiến cho cái người chồng đó, cái người đàn ông đó họ càng tệ hơn. Cái người đàn ông, cái người chồng nó càng ngày càng tệ hơn, càng ngày càng bê tha hơn, càng ngày càng đi xuống luôn. Vậy thì chính mình, có phải chính mình đã hại người ta không ạ? Có phải chính mình đã gây ra cái khiến cho cuộc đời của họ không tốt đẹp không ạ? Chính các anh chị là cái người
làm cho người chồng của mình càng ngày càng đi xuống không ạ? Vậy thì có phải rằng là mình phải là cái người chịu trách nhiệm, và mình phải thay vì trách họ thì mình phải thương họ không ạ? Mình thương là bởi vì do mình, do cái suy nghĩ của mình đã đầu độc họ các anh chị. Do suy nghĩ của mỗi cái suy nghĩ của mình đang tiêm thuốc cho họ để họ liệu tàn xuống mà các anh chị không biết. Thấy chưa? Anh chị thấy sống thiếu hiểu biết thấy nó kinh khủng chưa? Mà em chỉ mới là một ví dụ, một cái trường hợp nhỏ như thế thôi nha. Thế này là các anh chị cần phải, anh chị không phải là trách họ đâu, mà các anh chị phải yêu thương họ đi. Chính bởi vì sao? Bởi chính mình, do cái suy nghĩ của mình mới khiến cho họ có những cái hành xử như thế. Chứ không, đâu lúc họ không có cố tình như thế đâu các anh chị. Mà chính vì cái suy nghĩ của mình nên là họ bị cư xử như thế mà họ không biết luôn. Tại vì họ không có điều khiển được cái, anh chị biết rằng là mỗi một con người, anh chị không có điều khiển được từng cái hành động của mình. Tất cả những cái hành động các anh chị đang điều khiển bởi cái tâm thức bên trong. Mà nếu như một người mà họ không biết làm chủ cái tâm thức đâu, mà người chồng các anh chị giả sử anh ấy không biết làm chủ cái tâm thức, anh ta cứ sống vô thức như vậy, còn mỗi ngày anh chị cứ tiêm vô một cái suy nghĩ là chồng tôi là người tệ bạc, thì cái tâm thức đó nó ghim cái suy nghĩ là tệ bạc. Thì vô tình rằng là cái người chồng của các anh chị họ có những cái hành xử tệ bạc mà họ không biết được các anh chị. Chính cái người đàn ông đó họ cũng không hề biết rằng là họ đang tại sao họ là cư xử như thế luôn. Nên em nói các anh chị rằng là anh chị, bởi vì sao? Bởi vì anh ấy, cái một cái người bình thường họ không biết đến tâm thức. Họ, cả những hành động của họ đang bị điều khiển bởi cái tâm thức bên trong hết. Nó giống như là một cái hệ điều hành được cài đặt sao thì anh chị sống như vậy vậy đó. Anh chị sống theo cái barem như vậy đó. Mà vô tình một cái người vợ là cái người ở bên cạnh đó mà tối rỉ tai, sáng là thủ thủy trong tâm thức. À, cái tâm thức của người vợ nó kết nối người chồng và nó ám thị cái tâm thức của anh chồng như thế. Và trong cái tâm thức của anh ấy có một cái niềm tin mới. Đó chính là tệ bạc. Và anh có những cái hành xử tệ bạc mà không hề biết. Hoặc là những anh chị nào, một cặp vợ chồng ví dụ đấy với nhau, khi mà anh chị cưới cái người chồng về đó mà anh chị có một cái nỗi lo, anh chị cứ lo rằng là không biết chồng của mình có chung thủy hay không. Hoặc là một cái hành động của anh ấy nó vô tình khiến cho các anh chị cảm thấy là không có tin tưởng. Ví dụ như thấy chồng của mình nhắn tin cho một cái chị gái nào đó, cái anh chị vợ mới bắt đầu là lo lắng. Ha, lo lắng rằng là chồng của mình rằng là tại sao không có quan tâm mình mà đi nhắn tin cho người khác. Đó. Và mọi thứ nó được nuôi dưỡng bởi cái ý nghĩ đó các anh chị. Thế xong rồi suốt ngày chị vợ mới lo lắng, mới nói rằng là chồng mình không chung thủy. Không biết là anh này anh có chung thủy hay không. Không biết là anh này có yêu thương mình thật sự hay không. Và bắt đầu xem soi, bắt đầu tìm tòi, bắt đầu đi tìm cái nhân chứng, cái minh chứng để chứng minh rằng là người chồng mình không chung thủy. Và bởi vì đi tìm nhiều quá thì sao? Đi tìm nhiều quá thì nó ra thôi. Cuối cùng cái tâm thức của cái người chồng đó vô tình bị ám là không chung thủy này kia đâu, mà bị ám thị bởi cái người vợ. Nên là anh ấy có những cái hành xử không chung thủy với người vợ luôn mà anh ấy không biết. Có nghĩa rằng là chính cái bản thân cái người đó vẫn không hiểu tại sao họ lại hành xử như thế. Bởi vì đang bị điều khiển bởi cái tâm thức bên trong các anh chị. Anh chị nhìn không ạ? Thế nên là mỗi một con người ở đây, anh chị hãy nhớ rằng là mỗi một người đều có một cái tâm thức ở bên trong. Họ sinh ra và họ lớn lên, họ bị nuôi dưỡng cái tâm thức đó nó cài đặt như thế nào là họ đang sống như thế. Nên là các anh chị, nếu như hồi nhỏ họ bị cài sao giờ họ sống vậy, nên anh chị hãy hiểu rằng là anh chị đừng có trách họ. Họ cũng chỉ là một cái nạn nhân trong cuộc đời, có nghĩa là họ vẫn không thể làm chủ được các anh chị. Chỉ có anh chị nào biết đến tâm thức, anh chị rèn luyện tâm thức, anh chị làm chủ cái tâm thức của mình, thì các anh chị mới thật sự làm chủ cuộc đời các anh chị thôi. Còn lại anh chị nào mà chưa biết tâm thức là cái gì là các anh chị đang bị điều khiển bởi cái tâm thức của mình hết. Nên là các anh chị đừng có trách họ các anh chị ạ.
họ còn không biết tại sao họ lại hành xử như vậy các anh chị. Em kể anh chị nghe một câu chuyện nha. Có một cái anh đó là anh tội phạm. Cái anh tội phạm này á, anh mới ảnh hồi xưa anh sinh ra anh lớn lên trong một cái vùng đất đó chính là ở tất cả mọi người đó đối xử với anh không có tốt, thành ra anh có một cái tư duy anh bị cài đặt trong cái tâm thức rằng là do tất cả mọi người đối xử với mình không tốt, không có ai yêu thương mình hết, nên là mình phải tự bảo vệ chính mình. Và đối với anh có một cái tâm thức anh nó bị cài đặt ở trong đó rằng là gì, cái việc mà anh ấy ai mà đối xử không tốt anh ấy bắn, anh ấy làm hại cái người đó, đó là chuyện bình thường, đó là cái việc mà anh ấy bảo vệ mình chứ không phải là anh ấy xấu xa. Anh nhìn vô không, anh sinh ra và lớn lên trong một cái khu vùng mà tất cả mọi người không có ai yêu thương ổng, nên ổng có cái tư duy đó từ nhỏ tới lớn, nó cài đặt trong cái tâm thức như vậy rồi các anh chị. Và khi mà lớn lên anh chị biết không, mà ổng mới tham gia một phi vụ tội phạm, và anh ta gặp ai là ai mà có ý định mà làm ảnh hưởng tới anh ta là anh ta rỉa hết, anh ta phân hết. Sau đó là cảnh sát tới mới bắt anh ta, và anh ta mới trốn vô trong một cái nơi và anh ta mới viết thư. Anh ta nói rằng là tại sao vậy, tại sao tôi đang cố gắng tự bảo vệ chính mình, xin mọi người hãy nhìn nhận tại sao lại bắt tội một cái người mà đang cố gắng tự bảo vệ chính mình chứ. Các anh chị nhớ không ạ? Một cái tội lỗi nó rất là sằng sằng như vậy, nhưng mà người ta vẫn không thấy họ có lỗi các anh chị. Tại vì anh ấy vẫn không hề biết tại sao anh ấy lại cư xử như thế các anh chị nhớ không ạ? Bởi vì anh ta đang bị điều khiển bởi cái tâm bên trong. Nên là các anh chị thấy không ạ? Mình có trách được không? Đâu có trách được đâu. Anh ấy đâu có nhận lỗi đâu. Bởi vì nếu mà anh ấy biết anh ấy sai thì anh ấy đã không làm các anh chị. Nếu như tất cả mọi người họ biết họ làm như thế là sai thì họ sẽ không bao giờ làm. Mà họ làm là bởi vì họ không hề biết nó sai. Họ tưởng đâu rằng là làm như thế là đúng. Họ tưởng đâu là làm như thế là đúng với họ và đúng với mọi người. Chứ họ không có biết đâu các anh chị. Ở đây là thay vì mình trách móc, mình thù hận, mình đem ra, mình rỉa, mình xôi mói, mình phân tích, mình nói này nói kia, mình bêu rêu, mình làm cái điều không tốt, thì các anh chị hãy thương họ hơn đi, được không ạ? Bởi vì họ cũng giống như là một cái con bồ cạp thôi các anh chị. Nó giống như cái câu chuyện như thế này nè, em kể anh chị nghe một câu chuyện nữa. Nó chính là một con ếch như là một con bồ cạp, đúng không? Cái con bồ cạp nó đi chơi về mà nó bị mắc mưa các anh chị, nó không có qua được cái bờ sông đó. Cái nó vô tình nó gặp được con ếch. Bây giờ cái con ếch nó là ê con ếch này mà chở tao qua cái bờ sông đó chứ. Cái con ếch nó nói rằng là ê tao chở mày đi, nhưng mà đừng cái cắn tao đó nha. Mày cắn tao là tao ngủm đó. Tao chở mày đi nhưng mà đừng cái cắn tao đó nha. Cái con bồ cạp nó nói rằng là ok mày cứ, tao không có cắn mày đâu. Mày chở tao đi, tao không có cắn mày đâu. Thật các anh chị. Chích 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 thì nó dùng cái cây nó chích cho luôn. Cái sông, cái đi qua cái sông, đi giữa đường cái mưa bão tố, mưa rồi ập tới. Mưa gió này kia đó mà nó ập tới. Cái con bồ cạp nó sợ quá các anh chị ha. Nó sợ quá. Cái con ấy nó nói rằng là ê ấy mày ngồi im đó nha, kệ nó không có sao đâu, để tao chở mày đi. Nhưng mà mày đừng có cắn tao, mày đừng có cắn tao là được. Mày đừng có chích tao là được. Mày đừng có chích tao là được. Mày đừng có chích tao là được. Mày ngồi im đó. Mày đừng có chích tao là được, để tao chở đi. Cái con này trong cái lúc mà nó bắn loạn các anh chị ha. Nó quỉnh cái đuôi lên chích vô con ếch một cái rồi ếch ngủm luôn. Con ếch ngủm thì nó ngủm luôn các anh chị. Nhưng mà anh chị biết không ạ? Bởi vì con bồ cạp này nó đang phản xạ theo cái tâm thức của nó. Nó đang phản xạ theo cái bản năng mà nó có, chứ nó đâu có biết đâu các anh chị. Vậy thì đứa nào là nạn nhân ở đây? Đứa nào là nạn nhân? Cả hai đều là nạn nhân. Cả hai đều là cái người đáng thương hết các anh chị. Bây giờ trách lỗi ai bây giờ? Trách con bồ cạp hả? Hay là trách con ếch? Trách ai bây giờ? Không. Cả hai đều đáng thương.
Nên thay vì các anh chị cứ trách mọi người, cứ trách người này, trách người kia, soi mói người này, người kia, thì các anh chị hãy nhớ cái bài học ngày hôm nay thì chia sẻ với các anh chị. Hãy thương họ, hãy thay vì trách họ các anh chị. Nên là em nói các anh chị rằng là trên mạng xã hội em lên em chia sẻ, có nhiều người họ nói những cái câu nó đâu có tích cực các anh chị. Họ nói mình thế này thế kia, nó rất là thậm tệ luôn. Mà chưa một ngày nào em gửi những cái năng lượng không tốt đẹp cho họ. Bất kỳ ai nói gì em, nói cái điều không tốt gì, chưa một người nào, chưa một ngày nào mà em soi mói hoặc là em trách là cái người này thiếu hiểu biết, nấu năng kỳ cục. Không, chưa bao giờ. Hoặc là chưa bao giờ mà em để cái cảm xúc mà tôi ghét cái người này quá, tôi kinh khủng người này quá, tôi không ưa cái ông này quá, tôi không ghét cái bà này quá. Chưa bao giờ em truyền cái năng lượng đó cho họ. Tại bởi vì em biết đơn giản rằng là bởi vì trong cuộc sống của họ từ hồi xưa giờ họ gặp toàn là những cái người mà lừa dối họ không à. Trong cuộc đời của họ, họ không có thấy ai mà giúp đỡ người khác hết trơn á. Nên là trong cái tâm thức của họ, trong cái tâm thức của họ là họ chỉ biết rằng là tất cả những cái người mà kia xa lạ ngoài kia là những cái người gian dối hết. Nên họ nhìn thấy một cái gì đó mà lạ lạ là họ nói được dấu trang. Cái người này dấu trang. Anh chị hiểu không? Đó là do cái tâm thức của họ nó bị cài đặt như vậy. Thế thì mình trách làm chi các anh chị? Tại vì mình ngồi mình trách họ, mình gửi những cái năng lượng tiêu cực cho họ. Không biết họ có bị gì không, nhưng mà mình bị trước. Mình ôm cái cục than hồng đó trong người, rồi nó ăn mòn xương tủy máu thịt của mình, ăn mòn tế bào của mình, ăn mòn tâm trí của mình, rồi nó mất thời gian, nó mất năng lượng. Rồi năng lượng ở đâu mà tập trung lợi nhuận một tháng là một tỷ lợi nhuận một tháng được, đúng không ạ? Như bản thân của em theo đang tập trung là mỗi tháng lợi nhuận của em theo phải là một tỷ lợi nhuận cá nhân của mình, chưa tính cái tài sản doanh nghiệp. Thì cá nhân của em là em chỉ hướng tới đó thôi, chứ hơn nữa thì riêng một người một mình làm mà, một mình em thì chỉ tới đó thôi, hơn nữa thì không. Nhưng mà mình hướng tập trung vào cái tài sản doanh nghiệp thì nó sẽ mở rộng hơn. Nhưng mà nó mưa cũng không giới hạn được, đúng không ạ? Nhưng mà mục tiêu riêng cá nhân của em là em phải lên được cái level, giữ được cái level đấy. Thì em hỏi các anh chị rằng là trong một tháng vừa phải tập trung rằng là cái kết quả từ cái cá nhân của mình làm ra nó phải được như thế, rồi cái kết quả từ cái doanh nghiệp của mình, cái doanh số bán hàng của doanh nghiệp của mình phải là bao nhiêu tiền đó. Một tháng phải tập trung hai cái mục tiêu như vậy. Rồi chưa kể cái việc là phải tập trung làm sao cho cơ thể mình nó khỏe mạnh, nó xinh đẹp lên. Phải đi vận động, phải đi tập đánh tennis, rồi đi tập thể thao, rồi phải ăn uống làm sao cho đủ năng lượng, đủ dinh dưỡng, đủ calo. Cái vấn đề mà chuẩn bị cho mình một cái bữa ăn mà nó đầy đủ dinh dưỡng, nó cũng đã là một cái vấn đề rồi, đúng không? Rồi chưa kể rằng là mình còn phải chăm sóc khách hàng, rồi chăm sóc những cái người đối tác, đồng đội của mình. Thì em hỏi các anh chị thời gian đâu mà đi nghĩ linh tinh như thế, rồi ngầu mà phân tích, ngầu mà nghĩ, rồi soi mói những cái con người không tốt, rồi bực bội, rồi khó chịu, rồi không vui. Thì em hỏi anh chị thời gian đâu mà tập trung vô lợi nhuận, anh chị hình dung không? Tâm của mình để ở đâu thì kết quả đó. Bây giờ nếu như mình không đạt được kết quả đó, nếu như mình không đạt được cái lợi nhuận đó, thì cả cái doanh nghiệp của em, tất cả mọi người trong đội nhóm của em, họ cũng, cái người mà mình lãnh đạo đó, họ cũng barrier mình luôn. Mình tập trung vào những cái thứ không tốt, họ cũng tập trung những thứ không tốt, thì coi như cả cái doanh nghiệp nó tiêu tan luôn các anh chị. Nên em hỏi các chị là thời gian đâu? Nên là khi mà mình có một cái mục tiêu, anh chị sẽ không có rảnh để mà nghĩ tới những cái điều không tốt đẹp như vậy. Còn những anh chị nào ở đây mà em nói anh chị còn tập trung vào những cái thứ không tốt, tập trung vào những cái thứ nhỏ nhặt, những cái câu nói nhỏ nhặt của người khác, những cái lời nói nhỏ nhặt của người khác, đơn giản là các anh chị vẫn chưa có trưởng thành. Các anh chị, mục tiêu các anh chị nó quá nhỏ bé. Mục tiêu các anh chị nó không có đủ lớn để mà các anh chị phải tập trung vào. Mà các anh chị bé nhỏ quá thì cứ tập trung ba cái lời nhỏ của người nhỏ nhặt của người khác. Cứ thích đi trách người ta không à. Chi cho mất thời gian vậy các anh chị, sống vậy chi cho nó mệt mỏi vậy. Sống thoải mái em ưng, sống chi cho nó mệt ra. Đúng không? Bởi vậy nên anh chị tập trung một tháng có cái lợi nhuận có 25 triệu, 65 triệu không ra được. Có bao nhiêu mà không ra được là bởi vì sao?
người ta mỗi tháng người ta phải cả triệu đô la lợi nhuận, người ta vẫn tập trung ra được hết các anh chị. Mà các anh chị không ra được bao nhiêu tiền, thậm chí là 5-10 triệu cũng không ra được luôn, 20 triệu cũng không có luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái đầu óc cái hồi nào cũng người này thế này, người kia thế kia. Tôi không thích cái bà đó, tôi không thích cái ông đó. Thời gian đâu mà tập trung vô cái lợi nhuận, thì nay 5-10 triệu cũng đâu có hút được, đâu có ra được, đâu có tập trung vô được, đúng không ạ? Chưa nói tới tiền tỷ, tiền chục còn không giữ được, không làm ra được. Tại vì cái tâm trí các anh chị nó bận tâm nhiều thứ quá, nó bận tâm những cái thứ mà linh tinh, đình tình, lính tính. Anh em nói các anh chị là những cái người thành công, mà những cái người mà họ đã có những cái thành công lớn, những cái mục tiêu lớn, họ không có rảnh đâu các anh chị. Họ không có rảnh mà ngồi mà suy nghĩ, không biết là người ta nghĩ gì về mình nhỉ. Rồi người ta cũng không có rảnh mà phán xét người nọ người kia đâu các anh chị. Mà người ta chỉ đơn giản, người ta hiểu rất là rõ luật vũ trụ. Là họ chỉ biết họ sống đúng là được. Thời gian nó sẽ là câu trả lời. Bao nhiêu năm nay anh chị, những anh chị mà hồi xưa mà không có ưa em đó, bây giờ cũng thích em thôi. Thời gian rồi họ cũng hiểu thôi, nghe riết rồi họ cũng hiểu. À, thì ra cái cô gái này đâu có gì đâu mà không tốt đâu. Cô ấy ngày nào cũng chia sẻ những cái điều tuyệt vời mà. Mình nghe xong mình thấy cuộc sống mình nó tốt hơn mà. Nên là bữa nay nói vậy đó, chứ mai mốt cũng im hết. Cuối cùng cũng im hết à. Nên là em không có cần phải đi giải thích, không có cần phải đi mà phân tích, không có cần phải đi mà gọi là nó mất thời gian lắm các anh chị ạ. Anh chị rõ không ạ? Vậy thì nếu như anh chị nào làm được, anh chị thấy cuộc sống anh chị nhẹ nhàng không? Cuộc sống anh chị thoải mái không? Vô cùng thoải mái. Và khi mà tâm mình bình an, tâm trí mình bình an, thoải mái, thì sao các anh chị? Thì mình mới tập trung vô mục tiêu lợi nhuận, tiền trăm triệu, tiền tỷ, rồi doanh nghiệp triệu đô, rồi đi du lịch bên thế giới. Cuộc sống các anh chị nó mới hướng tới những cái điều tuyệt vời được chứ, mới xây dựng tương lai được chứ. Không có cái ông nào mà xây dựng tương lai mà tâm trí thì toàn nghĩ ba cái linh tinh nha. Đây là đầu tiên là các anh chị cần phải rèn luyện cái thói quen này. Đấy, nên là em rất là muốn anh chị nào đây mà mình vào nhóm rèn luyện doanh nhân với em, anh chị hãy có thói quen này trước. Thì khi mà các anh chị đi kinh doanh đó, anh chị vào nhóm rèn luyện doanh nhân, anh chị có tư duy, anh chị có chiến lược, anh chị nên là trước khi mà rèn luyện doanh nhân đó, là môi trường câu lạc bộ có cái nhóm rèn luyện thân tâm trí cho các anh chị, là rèn luyện cái thân, cái tâm, cái trí của các anh chị, là hướng tới những điều tuyệt vời, hướng tới sự dư giả, hướng tới sự thịnh vượng. Và xong rồi mới cho anh chị rèn luyện doanh nhân là vậy đó. Mới cho các anh chị tập kinh doanh và làm kinh doanh. Đó bởi vì sao? Bởi vì chỉ cái người mà có cái tâm hướng thiện, cái tâm tập trung vào những điều mình muốn, tập trung vào lợi nhuận, tập trung vào kết quả, thì anh chị đi làm kinh doanh nó mới hiệu quả. Bây giờ có trang bị cho anh chị tư duy, công cụ, kỹ năng, chiến lược, thậm chí rằng là cơ hội kinh doanh tuyệt vời đi chăng nữa, mà giao cho một cái bộ óc mà suốt ngày suy nghĩ linh tinh thì không bao giờ làm ra được cái gì hết. Không bao giờ bán được một cái đơn hàng nào, không bao giờ mang lại cái lợi nhuận nào cả. Nếu như để vô một cái đầu óc mà suy nghĩ linh tinh và cứ trách móc mọi người, không có chịu trách nhiệm, không có yêu thương, không có biết ơn ai. Nên rằng là phải đi qua cái rèn luyện thân tâm trí là vậy. Nên là các anh chị được tặng cái nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ cuộc đời là như vậy. Là anh chị đi qua cái 60 ngày đó, sau đó là mới cho anh chị kinh doanh. Anh chị muốn làm kinh doanh hay gì đó thì anh chị có thể làm. Bởi vì sao? Bởi vì trang bị cho anh chị tư duy, công cụ, chiến lược, những cái kiến thức, kỹ năng, chiến thuật của một người doanh nhân. Anh chị có hết rồi đó. Bây giờ chỉ anh chị làm thôi. Nhưng mà nó giao cho một cái bộ óc, một cái tâm thức. Tâm thức là tâm thức chán ghét cuộc đời thì thôi luôn. Chỉ giao được cho cái tâm thức mà lúc nào cũng hướng tới sự dư giả, hướng tới sự thịnh vượng, hướng tới tình yêu thương, hướng tới việc giúp đỡ mọi người thì cái đó mới được các anh chị nha. Nên là ngày hôm nay các anh chị hãy dùng cái phép màu là lòng biết ơn để mà mình chuyển hóa hết tất cả những cái mối quan hệ xung quanh của mình. Từ hồi xưa tới giờ các anh chị lỡ, các anh chị thử nghĩ đi, bây giờ để mà biết các anh chị có đang mâu thuẫn với ai hay không,
Nếu như các anh chị nghĩ tới cái người đó mà anh chị cảm thấy khó chịu, thì có nghĩa là anh chị vẫn còn mâu thuẫn với họ từ trong tâm thức nha. Nếu như mà anh chị vừa nhắc cái tay họ ra, cái cảm xúc của anh chị nó hơi lạ lạ, nó không có yêu, nó không có biết ơn, nó không có dễ chịu, nó không có thoải mái, thì suy ra là mối quan hệ đó đang bị bất hòa. Mà bây giờ cái người đó họ có không còn sống, hay là họ đang sống, hoặc là họ không liên lạc với anh chị nữa, hoặc là họ ở cái xó xỉnh gì đó không biết, họ cái nơi nào đó không biết, nhưng mà chỉ cần anh chị nghĩ tới họ mà các anh chị không thoải mái là ok, là anh chị phải chữa liền, anh chị phải xử liền ngay bây giờ. Mình phải khắc phục liền ngay bây giờ bằng cách là mình phải lôi cái người đó ra. Mình phải lôi cái người đó ra. Mình sẽ lấy cái tay của họ ra. Và mình sẽ ghi vô. Mình sẽ ghi lòng biết ơn. Dù họ còn sống hay dù họ đã khuất hay dù họ đang như thế nào, dù họ đang ở đâu, dù họ có mắc liên lạc với các anh chị chăng nữa, thì anh chị cũng phải lấy ra, anh chị thực hành. Để các anh chị giải tỏa cái cảm xúc đó đi. Giải tỏa cái cục than hồng đó đi. Lấy, anh chị lấy cái tay họ ra, ví dụ như là tay là Nguyễn Văn B đi ha, thì anh chị hãy nói như sau: anh B, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn anh, bởi vì hồi xưa cái lúc mà tôi gặp anh, tôi mới thật sự nhận ra được một cái bài học là đó đó đó, nên là bây giờ tôi mới có được cái cuộc sống như ngày hôm nay. Rồi anh chị hãy tìm ra được 10 điều nha. Phải viết được 10 điều. Ít nhất là 10 điều. 10 điều thì nó mới đủ cái năng lượng, đủ cái tần số để mà giải hòa được cái cảm xúc đó, để mà biến cái cục than hồng thành cái thỏi 500 hút tiền, hút thành công như các anh chị. Rõ không các anh chị ơi? Rồi bây giờ hết cái ông Nguyễn Văn B rồi, ông Nguyễn Văn A rồi, bây giờ tới Nguyễn Thị C. Bà chị Nguyễn Thị C, bây giờ mình lục lại là hồi xưa là mình có mâu thuẫn với bà chị Nguyễn Thị C, mà cái chị C đó là chỉ hồi xưa là rất là mình rất là yêu thương chị ấy, mình rất là hòa hợp, mà tự nhiên sau này mâu thuẫn và bây giờ chị C đó là không có còn liên lạc với mình nữa, chị đang ở bên nước nào đó không biết. Nhưng mà bây giờ các anh chị phải lôi cái chị C đó ra. Tưởng tượng như là chị C đang ngồi trước mặt mình nè. Và mình hãy nói như thể là mình mới vừa tâm sự với họ. Chị C à, tôi vô cùng, thật sự là tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn, rất là biết ơn chị luôn. Nhờ cái sự xuất hiện của chị mà cái ngày đó tôi đi nhận ra một điều rằng là tôi cần phải thay đổi cái bản tính con người của tôi. Và cái thời điểm mà tôi gặp chị, tôi đã cảm thấy rằng là tôi đã giác ngộ một cái bài học rất lớn trong cuộc đời. Và nhờ cái bài học đó mà ngày hôm nay tôi mới có được cái cuộc sống như thế này. Tôi mới nhận thấy rằng là tôi đã sai ở đâu, tôi không đúng cái gì. Tôi mới thay đổi được cuộc sống của mình. Đó là cái lý do thứ nhất. Rồi, lý do số 2. Chị C à, tôi vô cùng hạnh phúc biết ơn chị. Bởi vì nhờ có chị đã đến với cuộc đời của tôi, đã đi ngang qua cuộc đời của tôi, đã hành xử như vậy và đã có những cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời khi mà chị ở bên tôi, và tôi cũng học được từ chị rất là nhiều. Và làm như vậy cho đủ 10 điều được không các anh chị ơi? Gì rõ không ạ? Đặc biệt là anh chị nào ở đây mà có người, những cái người mà họ mượn tiền của các anh chị á, thì các anh chị phải, anh chị không có thích họ đâu, anh đặc biệt là những cái người họ đang giữ tiền của các anh chị đâu mà anh chị không thích họ. Anh chị mà không thích họ thì càng khuya, càng lâu anh chị mới lấy lại được cái tiền đó. Vậy nên cái người nào mà họ đang giữ của mình đó là anh chị phải yêu thương họ nhiều lên, để họ còn trả của lại cho bạn. Anh chị đang sống ngược đúng không? Cái người nào họ đang giữ tiền, các anh chị lại đi thù họ, anh chị lại đi cay đắng họ. Nên là bất kỳ cái người nào mà nếu như anh chị nghĩ tới mà anh chị vẫn còn cái cảm giác thù hận, ganh ghét, hoặc là cái gì khó chịu, hoặc là lo lắng. Ví dụ như là có một cái câu chuyện là có một cái người chị
khi mà cha của chị ấy không có còn sống luôn ạ. Thì chị ấy nói rằng là cha của mình không sống thì mình buồn lắm. Ngày nào mình sống mình cũng nhớ cha của mình. Tại hồi xưa khi mà cha mình còn sống mình không có giúp được cho cha mình cái gì hết. Nên bây giờ là mình cảm thấy rất là tội lỗi. Ngày nào mình sống mình cũng thấy tội lỗi. Và anh chị phải hiểu, mình phải có hiểu biết các anh chị. Mình có hiểu biết để mình khuyên nhủ chính mình cho nó đúng. Tại vì chính anh chị là cái người khuyên nhủ mình. Em ở đây em khuyên các anh chị chỉ là tạm thời thôi. Nhưng mà chính mình á, anh chị với mình á, là cái người ở bên cạnh các anh chị, kề cạnh các anh chị, là cái người mà nói đi nói lại rỉ tai vô người các anh chị. Nên là các anh chị cần phải có hiểu biết để các anh chị khuyên cái cơ thể của mình nó hành xử đúng đắn. Ví dụ như các anh chị không có hiểu biết rằng là gì ạ? Trên cái cuộc sống này không có cái gì tự sinh ra và tự mất đi. Cha của mình không có mất đi. Đơn giản là cái người cha của mình, cái tâm thức của cha mình nó chỉ chuyển hóa từ cái dạng này qua dạng khác thôi. Khi mà cha của mình cái thân xác nó không còn, nhưng mà cái tâm hồn nó vẫn còn ở đâu? Nó vẫn tiếp nối vào trong cái tế bào của mình. Có nghĩa rằng là tế bào của mình nó đang chứa tế bào của người cha mình. Nó đang chứa cái linh hồn, cái tâm thức, cái tiềm thức của cha mình. Mình là tiếp nối của cha mẹ mình. Nên bây giờ hồi xưa mình đã không làm điều gì tốt để cho cha mẹ mình rồi. Thì bây giờ mình coi như là còn cái thời gian còn lại. Mình hãy sống làm sao, mình hãy yêu thương cơ thể này làm sao. Mình hãy đối xử với cơ thể này làm sao. Để mà từng cái tế bào trên người của mình nó được khỏe mạnh. Nó được tươi đẹp. Nó được tốt đẹp để ông cha của mình. Để cái tế bào người cha của mình nó được tuyệt vời. Và hằng ngày cha mình vẫn đang ở trong mình chứ đâu các anh chị. Đó là anh chị không có hiểu biết đâu mà. Khi anh chị có hiểu biết như vậy thì thay vì anh chị buồn bã, anh chị buồn là cha, là tế bào của cha mình cũng bị tổn thương, cũng đau theo luôn. Thế thì anh chị yêu thương cha mẹ mình cách là mình trau dồi, mình chữa, mình chăm sóc cái cơ thể này đi. Mình chăm sóc cơ thể này nó đẹp nhất, khỏe nhất đi. Thay vì mình ăn uống vô tội vạ đâu mà mình buồn, anh chị buồn anh chị có muốn ăn không? Anh chị không muốn ăn. Anh chị thích thì anh chị ăn, anh chị không thích thì anh chị ăn bậy ăn bạ gì đó vô cho nó no đúng không ạ? Thay vì như vậy thì mình ăn uống đúng giờ. Mình chuẩn bị một cái bữa ăn nó đầy đủ những cái dinh dưỡng, dưỡng chất. Mình tập trung, mình làm việc, mình có tiền để mình đầu tư cho cơ thể này nó ăn ngon hơn, ăn khỏe hơn. Dinh dưỡng cho trái tim, dinh dưỡng cho tế bào, dinh dưỡng cho trí não, dinh dưỡng cho mắt, dinh dưỡng cho da, làn da và mái tóc, tất cả mọi thứ. Và anh chị nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình. Không những nuôi dưỡng tế bào mà nuôi dưỡng tâm hồn của mình nó tốt đẹp, nó hạnh phúc. Mỗi ngày mở mắt ra mình hạnh phúc mà tràn, thì có phải là người cha của mình ở trong cái tế bào của mình cũng được tuyệt vời không ạ? Ngày hôm trước có một cái người chị nói rằng là thưa bây giờ là chị sẽ dành tiền hết để mà chị đầu tư dinh dưỡng đúng không ạ? Chị đầu tư sức khỏe cho mẹ của chị trước, còn chị thì chị sẽ lo sau, tại vì chị yêu thương mẹ chị lắm. Cái em nói rằng là chị có biết không, trong người của chị là cũng có tế bào của mẹ chị đó. Nếu mà chị dùng tiền mà chị chỉ lo cho mẹ chị mà chị quên đi chị thì cũng như không có hiệu quả đâu. Có cái cách nào á mà chị dùng cái số tiền đó chị đầu tư cho cả hai, vừa chị và mẹ của chị nữa, thì nó mới mang lại hiệu quả. Còn không á là mẹ chị không có khỏe lành đâu. Em chắc nuôi cho chị 100% luôn, nếu mà chị đi cái chiến lược đó không bao giờ khỏe, không bao giờ tốt. Chị có quyền được lựa chọn mà. Mẫu cái là chị chọn chị có đủ tiền để lo được dinh dưỡng sức khỏe cho mẹ chị thôi. Hoặc là chị chọn là chị có dư tiền để lo được cho cả chị và cả mẹ chị. Chị chọn cái nào? Cuộc đời này chị chọn cái nào? Chị chọn cái nào thì cuộc sống chị xảy ra như thế. Tại sao lại chọn trong một trong hai các anh chị? Tại sao không được cả hai? Và em nói các anh chị rằng hồi xưa em đã trước khi mà vào môi trường câu lạc bộ đó các anh chị, thì khi mà vào nhóm rèn luyện 60 ngày nằm trong cuộc đời á, thì câu lạc bộ có hướng cho mình là phải đầu tư vào sức khỏe, phải lo sức khỏe của mình, rèn luyện sức khỏe của mình theo cái bộ công thức mà câu lạc bộ đã thu nạp từ những cái người khỏe mạnh nhất trên thế giới, từ những cái người mà họ có cái dòng máu sạch nhất để mà đi hiến máu cho mọi người các anh chị.
Thì lúc đó em Thêu mới nói rằng là ừ, cái này, cái bộ công thức này hay quá, chắc là mình nhường cho mẹ mình trước. Bao nhiêu tiền mình nhường hết cho mẹ mình hết anh chị. Nhưng mà mẹ em Thêu đâu có khỏe lên đâu. Thì sau này em Thêu mới nhận ra rằng là trong người của em có tế bào của mẹ mình. Mà lúc em không lo cho em thì mẹ em cũng không có gì tốt hơn được. Và lúc đó em mới đấu chiến lược các anh chị, đấu chiến lược. Em sẽ lo cho em trước. Bao nhiêu tiền em làm ra em sẽ đầu tư vào sức khỏe của em hết. Đầu tư vào sức khỏe em trước. Và lúc đó em sống nó rất là đẹp. Nói chung là sức khỏe em rất là chuẩn luôn. Nghĩa là mình kỷ luật từng cái thói quen. Không những ăn uống mà cần phải vận động và hít thở rồi tâm hồn rất là tuyệt vời luôn. Và lúc đó em mới ảnh hưởng được mẹ của em đó. Mẹ nói anh chị rằng là ngày hôm nay mẹ của em là một cái người hồi xưa, em nói anh chị rằng là đi siêu thị á, mà đi 15 phút là đi không nổi các anh chị. Tại vì nó mỏi xương, mỏi chân rồi các thứ đi mới nổi. Mà bây giờ em nói anh chị là đi du lịch với em là đi đâu cũng tới. Đi xe nha, mẹ em có nghĩa là vừa rồi đi Thái Lan á, là mẹ em phải di chuyển từ Quảng Ngãi bay vô trong Sài Gòn. Từ Sài Gòn đó mà bay qua Thái Lan. Rồi đi qua Thái Lan rồi lại đi chơi với em này kia, đi chụp hình rồi các thứ. Thay 7749 cái bộ đồ ra để mà chụp hình nữa. Thì em hỏi các anh chị là cái năng lượng đó đâu ra? Không có sức khỏe làm sao làm được điều đó, đúng không ạ? Em nói các anh chị mà để mà em có thể giúp được cho mẹ em khỏe được như ngày hôm nay. Nó là cả một cái hành trình. Đầu tiên là em phải lo cho em trước. Đầu tiên là em phải kỷ luật từng cái thói quen của em. Thì em mới ảnh hưởng được mẹ em các anh chị. Và anh chị có nhiều anh chị hỏi rằng tại sao Thêu là kỷ luật trong cái việc chăm sóc sức khỏe như vậy? Em nói là vì em thương mẹ em thương cha của em. Em thương những cái người thân trong gia đình của em. Bởi vì em biết rằng là nếu như em không khỏe thì cha mẹ em không bao giờ khỏe được các anh chị ạ. Em không khỏe thì em không thể nào truyền được cái năng lượng để mà giúp cho cha mẹ mình được. Chẳng lẽ cha mẹ mình giúp mình, anh chị công nhận không? Cha mẹ của mình họ đâu có cái thói quen đó đâu các anh chị. Họ đâu có cái thói quen chăm sóc sức khỏe đâu các anh chị. Mà bây giờ mình đợi cha mẹ mình ảnh hưởng mình hả? Bây giờ anh chị đợi cha mẹ mình ảnh hưởng mình hay là mình là người ảnh hưởng cha mẹ mình các anh chị? Mình là người đi trước. Mình yêu thương cha mẹ mình là đi trước. Mình thay đổi trước. Họ mới thay đổi theo các anh chị ạ. Không có cái chuyện mà họ ảnh hưởng mình đâu. Đừng có đợi cha mẹ mình ảnh hưởng mình. Trời ơi, cha mẹ mình mà ảnh hưởng mình thì ảnh hưởng lâu rồi chứ đâu đợi tới giờ. À, các anh chị nha. Đó, nên là em với mẹ em đã có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Khi mẹ em nói anh chị rằng là khi mà mình có sức khỏe đó, mình đi đâu cũng tới các anh chị. Có sức khỏe nó sướng lắm các anh chị ạ. Muốn làm việc là làm việc, muốn chơi là chơi. Muốn đi du lịch là đi du lịch, đi đâu cũng tới. Mẹ em nói anh chị là cái ngày hôm nay em hạnh phúc nhất đó chính là em lo được sức khỏe cho cha mẹ em. Này em nói với anh chị ha, chính là anh chị cần phải, cái tâm thức nó rất là dễ anh chị. Có nghĩa là trong cái tâm thức của mình nó chứa cái gì thì ở bên ngoài nó sẽ chứa điều đó. Hay là các anh chị cần phải, chỉ cần chỉnh sửa cái tâm của mình thôi, rèn cái tâm của mình thôi. Thế nên là môi trường câu lạc bộ mới tạo ra một cái môi trường, cái nhóm rèn luyện là 60 ngày làm chủ cuộc đời để rèn thân tâm trí cho các anh chị. Các anh chị nào ở đây mà mình rèn luyện một mình thấy nó khó chịu, nó thấy nó không dễ dàng, nó không kỷ luật á. Anh chị nào ở đây mà trước giờ mình không có cái tính kỷ luật, mình cứ rèn lị cái gì á là mình cứ sống mà hời hợt nó quen rồi, thì các anh chị cho phép mình vô môi trường để mà mình kỷ luật được nha. Và trong cái chủ nhật tuần này vào lúc 10 giờ sáng thì sẽ rèn lị cho các anh chị về cái việc rằng là mình đổi lại những cái niềm tin về tiền bạc trong cái tâm trí của mình. Sẽ rèn luyện lại cho các anh chị là hướng cái tâm thức của các anh chị hướng tới những cái sự dư giả, hướng tới cái sự thịnh vượng, hướng tới những cái niềm tin mà nó dư tiền thôi. Chứ còn những cái niềm tin nào mà nó hao hụt tiền bạc các anh chị là sẽ gỡ bỏ hết. Anh chị nhớ không ạ? Rồi, thì anh chị nào ở đây mà mình muốn rèn luyện nha, có một cái môi trường rèn luyện cho các anh chị á, thì các anh chị hãy sở hữu nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ cuộc đời. Hỏi trưởng nhóm với các anh chị thử làm sao để sở hữu được. Ok em các anh chị ơi. Rồi bây giờ em Thêu sẽ cùng với các anh chị thực hành cái thói quen buổi sáng ngày hôm nay nha. Các anh chị nhớ rằng là mình, sau khi mà các anh chị muốn thực hành cái gì, anh chị cứ lâu cái người đó ra để trước mặt và nói. Và nếu như mà anh chị là cái người chữa lành hết rồi, như em là bây giờ là em sạch sẽ hết rồi,
trong người quen mà nó không có cái mối quan hệ nào mà nghĩ tới mà cảm thấy không thoải mái đâu các anh chị. Thì nếu như mà anh chị đạt được cảnh giới giống như em rồi thì các anh chị sẽ luyện cái thói quen khác, đó chính là mình sẽ dùng lòng biết ơn để mà mình nuôi dưỡng những cái mối quan hệ đang có, nuôi dưỡng những mối quan hệ mình đang có. Ok em các anh chị, thì anh chị cứ luyện như vậy riết là cuộc sống của các anh chị nó sạch sẽ lắm, nó đẹp đẽ lắm, cuộc sống các anh chị nó thuận hòa lắm. Tại vì những cái người mà anh chị hút tới là toàn là những người tuyệt vời thôi. Mà những cái người tuyệt vời, những cái người quý nhân phù trợ. Em hỏi các anh chị đi kinh doanh, anh chị thích gặp những cái người khách hàng mà họ sòng phẳng với các anh chị không ạ? Anh chị thích gặp những người khách hàng mà họ là luôn luôn sẵn sàng trả tiền để mua sản phẩm dịch vụ các anh chị không ạ? Hay là các anh chị thích gặp những cái người khách hàng mà họ cứ kỳ nèo, họ cứ chê bai các anh chị? Đi kinh doanh mà, chị làm kinh doanh mà đúng không ạ? Hôm nay là chúng ta cần phải rèn luyện ở bên trong cho nó sạch sẽ, cho nó gọi là nó tươi đẹp, nó bình an, nó tốt đẹp. Là bên ngoài anh chị sẽ gặp những con người nhiễm màu, gặp toàn là khách hàng nhiễm màu. Còn nếu mà cuộc sống các anh chị làm kinh doanh, anh chị cuộc sống anh chị mà gặp toàn là những cái người mà không tốt đó. Đơn giản anh chị chỉ hiểu đơn giản thôi là cái tâm của mình nó còn bẩn quá, được không? Cái tâm của các anh chị đó, nó đang bị bẩn, nó đang bị tỏa ra cái năng lượng đen. Nay là anh chị mới hấp dẫn những cái người đó tới. Còn cái tâm của các anh chị mà nó sáng rực, nó sáng rực nha, thì bây giờ có kéo nó cũng không tới các anh chị. Bởi vì luật hấp dẫn mà chỉ, bởi vì sao mà bởi vì hoa thì nó chỉ thu hút ong bướm thôi, còn rác rưởi thì nó mới thu hút ruồi muỗi nha. Nên là nếu mà anh chị thấy anh chị suốt ngày anh chị thu hút ruồi muỗi thì sao ạ? Thì đơn giản anh chị hiểu rằng là trong cái tâm mình nó cũng đen quá, tâm mình nó chưa sạch. Chưa sạch thì bây giờ mình gột rửa. Mình gột rửa bằng cách là mình chữa lành bằng cái tình yêu thương và sự hiểu biết. Mình gột rửa bằng cách là mình trau dồi cái kiến thức cho mình, cái sự hiểu biết cho mình. Được không các anh chị? Bởi vì anh chị hiểu biết thì anh chị mới khuyên mình đúng được. Anh chị hiểu biết thì anh chị mới khuyên mình đúng được. Ví dụ anh chị biết rằng là anh chị có một cái hiểu biết rằng là mình tiếp xúc với người thành công là mình sẽ trở thành người thành công. Mình tiếp xúc những cái tư duy của một người doanh nhân là mình sẽ có xu hướng trở thành một người doanh nhân. Đó là anh chị có hiểu biết đúng không ạ? Thì khi anh chị có hiểu biết này thì anh chị có dành thời gian để tiếp xúc với những cái người mà không tích cực không? Không, đúng không ạ? Tại vì khi mà anh chị có hiểu biết thì anh chị sẽ tự khuyên mình là Theo ơi, nếu như mình muốn thành công á thì mình phải tiếp xúc với người thành công. Bây giờ mình đừng có coi này nữa Theo ơi, đừng có coi nữa. Bỏ cái này ra đi Theo, đừng có coi nữa. Coi livestream đi, vô Zoom đi, rèn luyện tri thức đi Theo ơi, đọc sách đi Theo ơi, rèn luyện tri thức đi Theo ơi. Đó đúng không ạ? Thì nếu mà anh chị muốn gột rửa được, anh chị phải là người có hiểu biết. Anh chị hiểu biết anh chị mới khuyên chính mình thay đổi đi, đừng có làm cái đó nữa, đừng có ngủ nướng nữa. Mình phải dậy, mình phải vì tương lai của mình phải dậy thôi Theo ơi. Đừng có coi cái đó nữa Theo ơi, đừng có coi cái đó nữa, coi cái này đi, học cái này đi, đọc cái sách này đi Theo ơi. Đừng có cư xử như vậy nữa Theo ơi, đừng có nói cái đó ra là vỡ, là bị đứt mối quan hệ. Đừng có nói cái đó nữa, mình phải nói cái khác để mối quan hệ đẹp hơn Theo ơi. Chị nhớ không ạ? Nên là các anh chị cần phải có hiểu biết để mình sống đúng luật, sống đúng quy luật của vũ trụ. Và anh chị hãy nhớ rằng là mỗi một ngày á, anh chị không cần phải đúng như anh chị không cần phải làm màu làm mè với bất kỳ ai đâu. Anh chị chỉ cần đúng như anh chị chỉ cần có một cái người mà quan sát như các anh chị, quan sát như các anh chị, cụ thể nhất đó chính là vũ trụ này. Vũ trụ luôn quan sát các anh chị. Anh chị sai, anh chị gieo gì anh chị nhận lại quả đó. Nên là anh chị không có cần phải múa rìu qua mắt thợ đâu ạ. Anh chị không cần phải cố gắng giả mạo, giả tạo trước mặt bất kỳ ai. Rồi sau lưng các anh chị nói xấu người khác. Đừng có sống cái kiểu hai mặt như vậy các anh chị. Tại vì sao ạ? Tại vì khi mà mọi người chỉ thấy các anh chị lúc bề ngoài thôi. Nhưng mà khi anh chị vô buồn, anh chị đóng cửa lại, anh chị làm gì ai biết. Đúng không ạ? Khi mà anh chị sống một mình, anh chị làm gì ai biết. Nhưng mà có vũ trụ biết, trời biết, đất biết, và nhân của mình nó biết, cái tiềm thức của mình nó biết. Chỉ cần cái gì mà trời biết, đất biết, tiềm thức biết thì coi như là cả thế giới biết nha.
các anh chị không có giấu được ai đâu. Bởi vậy sống cho nó thật đi, cho nó khỏe các anh chị. Làm sao mà mình đứng trước gương mình tự hào rằng hôm nay tôi sống đúng, hôm nay tôi sống hết mình, hôm nay tôi không có gì phải hối tiếc cả. Hả các anh chị? Đây là em Theo rất là thành công. Cái mục tiêu của Theo là mục tiêu cái tất cả những cái thành công Theo đang đạt được là cả giống như là mười cả cuộc đời chưa chắc đạt được. Nhưng mà khi mà vào môi trường câu lạc bộ, mình rèn luyện tâm thức này kia, mình rèn luyện làm kinh doanh, mình kinh doanh đúng luật luôn, đúng quy luật vũ trụ luôn, thì cái mục tiêu là cả cuộc đời nó đạt được trong vòng 2 năm thôi các anh chị. Vi diệu, thật là vi diệu đó. Phép màu, anh chị thấy phép màu chưa? Phép màu chưa? Thấy phép màu chưa các anh chị nha? Nên là các anh chị hãy chỉ cần anh chị không, đừng có sợ người ta nói này nói kia, người ta nói gì kệ hả các anh chị. Quan trọng là anh chị biết anh chị đang sống đúng là được. Anh chị chỉ cần biết rằng là mình có sống đúng như vũ trụ này không. Khi mà mình ở một mình đó, mình có đúng không? Trước mặt người ta là mình đúng đó, nhưng mà mình ở một mình có đúng không? Mình ở một mình có hời hợt không? Mình ở một mình có kỷ luật không? Ok nha, rồi. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện nha. Rồi rèn luyện ha. Bây giờ mình sẽ viết... bây giờ em Theo sẽ dành 5 phút để cho chúng ta sẽ cùng nhau tập trung vào hơi thở, hít vào và thở ra, hít vào và thở ra. Ok. Và buổi trưa ngày hôm nay thì buổi trưa ngày hôm nay Theo cũng có một cái buổi chia sẻ cho các anh chị, hỗ trợ thêm với các anh chị về những cái bí kíp để giúp cho các anh chị trở thành cái thỏi 500 siêu hút tiền. Ha các anh chị nha. Có thể mình có thể thu hút được những cái dòng tiền của mình ấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì các anh chị sẽ gặp người thầy của Theo là doanh nhân anh Trịnh Quốc Huy, sẽ tiếp tục cập nhật cho các anh chị những tư duy của người thành công. Để mà các anh chị hướng cái tâm thức của mình đó, cái tâm thức của các anh chị nó được giáo dục, có nghĩa là anh chị mang cái tâm thức các anh chị dạy cho nó, anh chị dạy cho nó cái cách trở thành một người thành công là như thế nào, để nó có thể phụ các anh chị, hướng cuộc sống các anh chị, kiến tạo cuộc sống các anh chị giống theo những cái người mà các anh chị đang tiếp xúc nha. Còn nếu mà anh chị không có thích cuộc đời của em thì anh chị đừng ở đây nha. Tại vì em sẽ ảnh hưởng các anh chị đó ha. Các anh chị đi tìm cái người nào mà các anh chị thích đó, rồi các anh chị hãy bám lấy họ nha. Anh chị thích cuộc đời các anh chị xảy ra giống ai thì các anh chị nơ cái tâm thức của mình đi tới đó và cho nó học. Người đó có cái gì anh chị cho học hết đi là ok hả? Cuộc đời dễ dàng đúng không? Còn nay anh chị không có thích em thì anh chị đừng ở đây nha. Mất công anh chị trở thành em á. Ý là anh chị không thích cuộc đời giống em ấy, thì các anh chị đừng ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ tập trung vào hơi thở nha. Rồi hít vào thở ra này, em bấm đồng hồ cho. Em sẽ bye bye những anh chị đang xem ở trên mạng xã hội nha.